Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta có những cái góc nhìn, những cái đánh giá lại toàn bộ những phân tích định lượng về thị trường trong thời gian vừa qua. Và sau đó thì Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ view qua một số các nhóm ngành cơ bản, các cái mã cổ phiếu đầu ngày, và sau đó sẽ đi phân tích và định lượng một vài ý về xu hướng thị trường trong tuần mới. Thế thì chúng ta thấy rằng là từ cái bản tin video số 110, từ bản video số 110, và chúng ta sẽ view lại đến bản tin video số 111 và đến ngày hôm nay, đó là bản tin video số 112. Thì một cái điều rất là quan trọng đó là khi mà chúng ta kết thúc ở cái tuần ngày 26 tháng 6 thì tâm lý của rất nhiều nhà đầu tư cũng như anh em thì đều rất là lo ngại về thị trường chung ở trong tuần mới. Chính vì vậy nên là ngày tuần tiếp theo, tức là ngày 29 đây, phiên thứ hai của ngày 29 tháng 6 thì thị trường của chúng ta đã rơi một phiên rất là mạnh, bởi vì tại cái thời điểm đó thì tâm lý hành vi của rất nhiều nhà đầu tư là rất là tiêu cực, bởi vì lúc đó thị trường của chúng ta trũng thông tin, và sau 2 tuần VN Index của chúng ta đi ngang và không có những cái thông tin hỗ trợ. Chính vì vậy nên là ở phiên ngày thứ hai thì đã rơi một cái phiên rất là sâu ở đây. Thế thì sau đó một cái điều rất là quan trọng đó là chúng ta thì đến ngày 29 sau cái phiên giao dịch ngày 29 thì Hùng Lê đã phải có một cái phân tích ngắn. Phân tích ngắn thì phân tích này Hùng Lê đã chia sẻ rồi. Đó là cái kịch bản cho thị trường cơ sở có một cái góc độ tích cực nhất, đó là phiên ngày thứ ba, tức là phiên ngày 30 thì VN Index ngày thứ ba có thể trả sâu ở vùng, Hùng nhắc lại thôi, và trả sâu ở 815 điểm và có thể lấy lại tham chiếu ở lấp lại 1/3 cái thân nến giảm ở trước đó, tức là thân nến ngày thứ hai, và đóng cửa ở trên mốc 835 điểm. Đối với phái sinh thì phiên ngày mai thì dự kiến sẽ có những cái điểm trả lại cung ở vùng 750 đến 755 điểm. Thì chúng ta thấy rằng là đây, VN Index chúng ta thấy rằng là cái phiên này thì VN Index không trả sâu đến 815 điểm. Đó, và đối với phái sinh thì chúng ta thấy rằng là trong trong phiên ngày thứ ba thì phái sinh đã đạp về đúng gần 750 điểm, và khi mà phái sinh về đến 750 điểm thì ông Lê đã có những cái phân tích định lượng về thị trường khả năng sẽ bắt đầu long từ vùng này. Và đối với chỉ số VN30 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đó là phiên ngày thứ ba có thể đạp sâu nhất là 7560 và sau đó thì phải rút chân lên và lấp lại 1/3, ít nhất là 1/3 cái thân nến giảm ở trước đó. Thì đấy là một cái kịch bản tích cực nhất của thị trường để cho thị trường của chúng ta có thể có một cái nhịp hồi phục tốt. Đúng ạ, nhịp hồi phục tốt. Và đến ngày mùng 2 tháng 7, đây chúng ta sẽ đến sau đó thì đến ngày mùng 2 tháng 7. Đến ngày mùng 2 tháng 7 thì chúng ta tiếp tục có một cái phân tích định lượng cực kỳ quan trọng. Đó là khi đó thì Hùng Lê đánh giá ở bộ ba chỉ số của chúng ta, đó là VN Index đã đi lại được vào biên 840 đến vùng 860, VN30 đã lấy lại được cái cột mốc 780, và đặc biệt là phái sinh sau khi chạm vùng 750 đến vùng 755 điểm thì đã có một cái lực cầu long lên rất là mạnh và có dấu hiệu là vượt trung bình 21 phiên. Và nhìn cái dấu hiệu hiện tại thì hôm nay đánh giá rằng cái trend long của thị trường là một cái trend rất là ổn định. Và cái bản tin này được cùng lê ra trong buổi tối 21 giờ 55 phút ngày mùng 2 tháng 7 để định lượng lại cho tất cả những anh chị em của chúng ta biết được cái vị thế của mình đang đứng ở đâu và thị trường của chúng ta đang ở đâu. Và đối với các chiến binh đang oánh phái sinh thì Hùng Lê có một câu nói vui, đó là chuẩn bị mài gươm cho sắc để mà chém cầu long, bởi vì tại thời điểm mà ở 750 là chúng ta chạm hỗ trợ, và đến cái phiên ngày sau đó đây, đến cái phiên ngày sau đó thì phái sinh của chúng ta tiếp tục có một cái điểm long đẹp ở đây, đó điểm long đẹp ở đây, và chính vì vậy nên là Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta chuẩn bị đó, gươm giáo để chúng ta đánh. Và đối với CS tức là cơ sở thì hiện tại đã hình thành một cái nền tích lũy rất là đẹp, và cái khả năng xu thế này tiếp diễn. Điểm tích cực nhất đó là đường MACD đang bắt đầu bẻ pha đi ngang, cho thấy cái điểm rơi của toàn thị trường chung đã đi vào một cái xu thế ổn định, và các cái chỉ báo kỹ thuật ngắn
hạn thì là thị trường của chúng ta ok, và tổng kết lại đó là phái sinh long và cơ sở sẽ đi vào một cái quỹ đạo ổn định khi mà phái sinh quay trở lại long đó, thì đến ngày mùng 2 tháng 7 thì chúng ta có một cái định lượng cơ bản là như vậy. Và đến ngày mùng 6 tháng 7, đến ngày mùng 6 tháng 7 thì chúng ta tiếp tục có một cái định lượng ở vùng 800 đến 805 điểm. Đây. Đến ngày 14 giờ 36 ngày 6 tháng 7 thì hiện tại là khi đó thì phái sinh đã long điểm sâu nhất mà chúng ta phân tích đó là 750 và đã đạt được vùng 800 đến 805 điểm, thì đây là một cái vùng kháng cự mạnh, kháng cự dày, và chúng ta sẽ quan sát các cái chỉ số về mặt kỹ thuật. Và Hùng Lê có nói một câu đó là thuận theo cái quy luật của thị trường, thì cái chỉ số này cần phải xì hơi, tức là trả lại cái điểm cân bằng cung cầu. Vì vậy nên là các cái điểm mua thì chúng ta cứ bình tĩnh, còn các cái vị thế bán thì chúng ta từ từ, đúng không? Còn phiên mai và còn túc tắc đó. Và tại cái thời điểm ngày mùng 6 tháng 7 đó là một cái ngày rất là quan trọng, thì Hùng Lê có một cái ý đó là đây là một cái nhịp mà chúng ta phải sử dụng cái phương pháp chém cá ở trên thớt để đảo hàng T cộng. Thì tại sao phải sử dụng cái phương pháp chém cá ở trên thớt? Bởi vì bản thân là khi VN Index của chúng ta rơi từ vùng 900 điểm thì rất nhiều những tài khoản là cái phiên này là cái phiên biến động cực kỳ mạnh, và dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta sẽ không, một số tức là phải 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 là những người cực kỳ nhanh thì mới thoát hàng được ở cái phiên này, còn phiên này là một phiên down rất là mạnh đây. Và chính vì vậy khi mà hàng kẹp lại thì chúng ta bị kẹp lại hàng và chúng ta bị một cái giá vốn cao, và khi khi chúng ta nhận diện thấy là thị trường của chúng ta hồi thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta sử dụng cái phương pháp chém cá trên thớt, và cái phương pháp này được Hùng Lê nói rất nhiều lần ở trên các cái bản tin rồi, và cái cách thức để chúng ta vận dụng cái phương pháp này như nào thì chúng ta sẽ nghe rồi, chia sẻ rồi, thì các anh chị tự vận hành cái phương pháp này. Và Hùng Lê có một nhấn mạnh đó là khi mà phái sinh mà chạm với vùng kháng cự á, thì chúng ta nên từ từ, đúng không? Chúng ta chờ phái sinh đạp sọt ngắn, và khi trở về những cái điểm cân bằng cung cầu thì chúng ta sẽ bắt đầu, và chúng ta sẽ có những cái câu chuyện để chúng ta trả cung. Và tiếp tục đến ngày mùng 7 tháng 7, ngày mùng 7 tháng 7 tức là sau ngày mùng 6 tháng 7, ngày mùng 7 tháng 7 thì Hùng Lê tiếp tục có một cái bản tin, cũng một cái tin nhắn thôi, cái này thì đừng gọi một cái tin nhắn, nhưng mà đây cũng là một cái ý cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta định lượng được là chúng ta đang đứng ở đâu và thị trường sẽ như thế nào. Thì lúc này trong cái thời gian vừa qua, trong tuần vừa qua, thì ông Lê để ý thấy cái dòng tiền đánh vào cái VN30 rất cực kỳ tốt, và trong cái phiên ngày mùng 7 tháng 7 thì dự kiến là sẽ chạm trung bình 21 phiên sau khi kết thúc phiên giao dịch. Và đây là một cái yếu tố về mặt tâm lý, về mặt tạo lập của thị trường để giúp cho thị trường chung của chúng ta sẽ ổn định hơn. Và khi mà phái sinh đạt ở vùng 805 điểm thì bản thân trong cái bản tin ngày 6 tháng 7 thì Hùng Lê đánh giá đấy là một cái vùng kháng cự. Đấy, và hiện tại thì đang đi ngang, tức là đến ngày mùng 7 thì phái sinh có xu hướng đi ngang ở vùng 805. Và trong một cái biên độ hẹp là 803 805 điểm để có thể ghi nhận thêm một cái ý đồ tạo lập. Và đến cái tại thời điểm đó thì Hùng Lê có một cái ý rất quan trọng, đó là thường thì đến thời điểm đó là 9 10 nhà đầu tư, thì 9 nhà đầu tư cho rằng là vùng 805 rồi chúng ta sẽ sọt. Đó. Nhà đầu tư nhỏ lẻ bảo là 805 sọt thì lái nó bảo là không sọt, long và long tiếp. Đó, thì cái cách thức tạo lập của nhà đầu tư của tạo lập nó là như vậy, và chúng ta cũng có thể thấy rằng là từ vùng 805 thị trường thì giảm một rất ít và kéo một mạch. Các anh chị nhìn thấy là phái sinh đã kéo một mạch từ vùng 805 ở đâu đây và kéo lên một mạch lên đến vùng 820. Đó, vậy thì cái câu chuyện về thị trường nó rất là quan trọng, có những cái ý định lượng như vậy. Và Hùng Lê tiếp tục chia sẻ một cái ý, đó là phiên hôm nay là cái phiên mà nó mang một cái tính chất căng thẳng, nó không nuột nà như cái phiên ngày hôm qua, và chúng ta cần quan sát kỹ hơn. Và dưới những quan điểm, những góc nhìn của Hùng Lê thì đánh giá rằng là cái trend của chủ đạo của phái sinh vẫn là trend long, và VN30, VN Index tiếp tục tăng. Ok, và một cái bản định lượng cực kỳ quan trọng nữa, đó là trong ngày hôm nay. Thì trong ngày hôm nay gần như chúng ta không có nhiều các cái yếu tố về mặt kỹ thuật, và đến ngày chiều ngày hôm qua, tức là lúc đó là 14 giờ 11 phút đây, ngày hôm qua
14 giờ 14 phút thì chúng ta nói đến cái câu chuyện là phái sinh đảo sọt và dự kiến cái kháng cự mạnh của phái sinh sẽ đạt đến ở vùng 820 điểm, và dự kiến đến đây thì chỉ số này cần nghỉ ngơi xả cung trước khi mà cầu long quay trở lại. Thì đấy là một cái ý rất quan trọng, bởi vì là khi mùng lê phân tích ở 14 giờ 11 phút thì phái sinh chưa đạt đến 820 và chỉ đạt đến 820 trong một phiên ATC. Và ngày hôm nay thì chỉ có duy nhất hai cái tin nhắn ở trên Zoom nhận định không chat, còn trên Zoom N01 thì các bạn có rất nhiều những tin nhắn trao đổi trên đó thì không nói. Nhưng admin chỉ có hai cái ý duy nhất, đó là khi sau khi phái sinh chạm 820 thì theo dự báo Hồng Lê thì phải trả lại cầu, và hôm nay thì cơ sở sẽ chỉnh theo các cái nhịp trả cung của phái sinh. Đó là cái bản tin này lúc 9 giờ 31 phút. Đến 10 giờ 19 phút thì Hùng Lê tiếp tục dự báo rằng VN Index phiên ngày hôm nay lấp gáp đẹp nhất ở vùng 872 điểm, chúng ta cần phải quan sát thị trường. Lình xình phiên này là bình thường, bởi vì đấy là một cái quy luật bình thường của cung cầu, cái quy luật vận động của thị trường rất là bình thường. Và sau khi chạy thì cần nghỉ ngơi, uống trà đá, hút điếu thuốc rồi chạy tiếp đối với phái sinh cũng như đối với VN Index, đối với cơ sở đó. Vậy thì các anh chị có thể thấy rằng là khi mà chúng ta về team, chúng ta có một cái mạch phân tích nó rất là logic và nó như là một cái mạch nước để chúng ta nhìn thấy được cái dòng chảy của thị trường, chúng ta định vị được những cái điểm nào là phái sinh đang lon đang sọt, rồi chỗ nào kháng cự, rồi phiên nào là phiên mà chúng ta phải nghỉ ngơi quan sát đó. Ví dụ ngày hôm nay cả một phiên ngày hôm nay Hùng Lê chỉ có hai tin nhắn, nhưng phiên ngày hôm qua các anh chị có biết bao nhiêu tin nhắn không ạ? Đây, cả phiên ngày hôm qua rất nhiều. Chúng ta phân tích gách, chúng ta phân tích HDC, STB, phái sinh thì đóng lên long chờ tín hiệu đấy. Tức là như vậy, tức là chúng ta không phải ngày nào chúng ta cũng có những cái tin nhắn nhiều, nó ngày nào thì chúng ta cần nhiều, ngày nào chúng ta cần ít, và ngày nào chúng ta chỉ cần một hai tin nhắn để chúng ta định lượng được à thị trường hôm nay là xấu đấy, thị trường hôm nay nó là rung lắc vân vân và vân vân. Ok, thì Hùng Lê nói lại như vậy để chúng ta sâu chuỗi lại một cái câu chuyện là gì, sâu chuỗi lại một câu chuyện là gì, à tất cả những bản tin phân tích định lượng về thị trường của Hùng Lê trên kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, nó là một mạch nước, nó chảy từ tuần này qua tuần kia, nó chảy từ bản tin này sang bản tin kia đó. Và khi các anh chị đã theo dõi Hùng Lê một thời gian rồi thì chúng ta thấy rằng những cái phân tích của Hùng Lê nó đi vào cụ thể, nó đi vào chi tiết, có đúng có sai đúng không các anh chị? Đúng thế, trong cái phân tích định lượng về kỹ thuật có đúng có sai, bởi vì đó là những cái con số ở trong tương lai, và Hùng Lê cũng chỉ là con người đó, giống anh chị thôi đó, va vấp nhiều trên thị trường đúng không, bị nó tát cho mấy phát vỡ hết cả mồm, thì bây giờ mình biết những cái đó rồi thì mình mang những cái kiến thức đó, mang những cái gì rất nhỏ bé của mình để cho những anh chị em đi sau, những anh chị em chưa có những cái nền tảng kiến thức tốt như Hùng Lê thì chúng ta sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ học dần dần để chúng ta tránh đi được những cái rủi ro trên thị trường mà thôi. Đó thì đấy là tất cả những cái tâm tư tình cảm của Hùng Lê gửi đến cho cộng đồng nhà đầu tư, chấm hết, chỉ có như vậy thôi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích thị trường trong tuần vừa qua. Chúng ta kiểm tra xem VIX, không có gì các anh chị nhá. Đó, hiện tại thì VIX vẫn đang một cái biên tích lũy ở đây thôi, vùng 90 đến 92 cạn vol, và cũng có thể là cái vùng hỗ trợ này thì VIX sẽ có những cái phiên đánh vượt thoát lên. Ok, VHM Vinhome thì hiện tại đang có những câu chuyện game đó, game show. Tuy nhiên với những cái góc nhìn của Hùng Lê thì như này, game show hay không thì trong cái bản tin phân tích video tuần trước thì Hùng Lê đã có đề cập đến cái vùng ở đây, tức là Vinhome có cái vùng kháng cự và có hay không một cây nến xanh ngồi lên ở trên cái vùng kháng cự, đây là vùng 79, thì trong tuần vừa qua đã có một cây nến xanh ngồi lên. Một số các anh chị có hỏi Hùng là bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý cái tình huống của Vinhome như nào. Đó thì bản thân là tình huống của Vinhome là chúng ta đã có những cái điểm mua hỗ trợ khoảng vùng 74.5 ở đây đó, hai ba lần, một lần hai lần ba lần đó, ba lần Vinhome chạm về đây thì nó lại hồi lên và đập kháng cự, thì Vinhome lại có những cái điểm đạp xuống. Thì những cái điểm test cung của Vinhome là những cái điểm mà test sâu nhất sẽ ở khoảng vùng giá 79 ở đây, thì trong phiên hôm nay là 79.4, tức là đang có một phiên trả cung ở đây, thì chúng ta tiếp tục quan sát các cái động thái cung cầu của Vinhome. Còn các điểm mua mới thì các anh chị lưu ý là với những anh chị đã có những điểm mua ở dưới này rồi thì chúng ta sẽ canh lại ở quanh vùng 79
Nếu như mà Vinhome vẫn tích lũy được ở đây và có một phiên hút cầu trở lại khoảng tầm độ khoảng 3 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ mua theo lái, tức là phiên đấy là lái vào tiền thì chúng ta sẽ đua theo các anh một tí. Đó, câu chuyện nó là như vậy. Sapeco, đó, Sapeco các anh chị nhá, Sapeco là một câu chuyện bây giờ ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ nói đến các anh chị là vì sao mà Hùng Lê ít khi khuyến nghị anh chị mua Sapeco, nhưng trong cái thời điểm mà bản tin video tuần trước Hùng Lê đã có chia sẻ rồi là chúng ta ủng hộ mỗi anh chị 50 cổ phiếu, lúc đó là hình như đây. Thì Sapeco, mục tiêu của Sapeco là đánh vượt thoát vùng 185, thì trong tuần vừa rồi đã vượt thoát vùng 185 và mục tiêu đi về vùng giá đó là vùng giá 215 đến vùng 220. Đó thì tại sao lại có vùng giá 215 220 đây các anh chị. Chúng ta sẽ nói bởi vì là tránh một số các anh chị thì bảo là Hùng Lê nói sao em 25 đó, đây cách đây một ngày tức là ngày hôm qua đây, bia về rồi cả nhà ủng hộ thì canh chốt được rồi và dự kiến cái vùng mà SAB có thể lên được đó là vùng 215 đến vùng 220 là sẽ chỉnh kỹ thuật và chốt lãi là một điều cần làm đó. Thì cái câu chuyện là Sapeco, tại sao Sapeco lại tăng giá thì bây giờ các bạn bắt đầu mới lật lại rằng là thoái vốn rồi nào là XYZ, nhưng về bản chất là gì, nó chạm những cái vùng hỗ trợ và chúng ta nhìn thấy được những cái lực phân tích về 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 mặt cổ phiếu. Và thêm một cái nữa đó là một cái ý đồ về tạo lập, tức là thị trường muốn tăng, tại vì thời điểm mà Hùng Lê phân tích về một cái sóng tăng của thị trường đó là gì, phái sinh long thì long là phải tăng đúng không ạ, phái sinh tăng thì phải kéo những mã cổ phiếu nào, thì khi đó thì Hùng Hùng có một cái tính tí thôi, Hùng nhìn thấy là khả năng là sẽ kéo SAB, rồi Hùng nhìn thấy những cái dấu hiệu là đã đủ thỏa mãn cái yếu tố để kéo thằng SAB này, phải kéo thằng này để nó mồi những cái thằng khác đi theo. Nó giống như nhóm một cái bếp củi ấy. Đầu tiên ông phải có những cái thanh củi chính nó cháy, xong đó thì nó mới cháy lan. Đó thì tại thời điểm đó, và chính vì vậy nên là mới khuyến nghị anh em lên lên thuyền SAB vui một tí thôi. Nó không khuyến nghị nhiều bởi vì cái mã này nó mang cái tính tạo lập thị trường thôi, chứ đầu tư nó rất là khó. Đó, SAB rất là đẹp và phiên ngày hôm nay thì chạm vùng 26, xong đó thì lại chỉnh giảm về vùng 206, như vậy là rất là phù hợp với những cái phân tích định lượng của chúng ta. Cổ phiếu Vinamilk bò sữa. Vinamilk. Bản thân Vinamilk chạm vùng 120, xong đó thì tiếp tục đi ngang, với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinamilk thì nó cũng sẽ chưa khỏe được. Đang kỳ vọng có những cái cây nến vol đạt khoảng trên 2 triệu cổ phiếu thì hiện tại là chưa có, và khả năng Vinamilk sẽ có những cái điểm test lại cung ở khoảng vùng 114 110 114 vùng 114 ở bên trên các anh chị nhé. Và sau khi test lại cung ở đây xuất hiện một cái phiên mà có cầu khoảng tầm độ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu thì có thể đua theo lái ở những phiên đó. Chúng ta phân tích một số các mã cổ phiếu ngành hàng không thì nói chung là hàng không thì tê liệt rồi. Bởi vì là những cái chuyến bay quốc tế thì không khai thác được, và bản thân thì Hùng Lê cũng đã có ra tàu ra sân bay thì chúng ta thấy rằng là hiện tại các chuyến bay chủ yếu là các chuyến bay của Vietnam Airlines thôi, chứ các hãng hàng không khác là bây giờ cực kỳ ít luôn, gần như máy bay là vẫn đang nằm đắp chiếu ở sân bay Nội Bài. VDC không có gì nổi bật, một tuần đi ngang và như vậy là tiếp tục đi ngang. HVN, hãng hàng không Vietnam Airlines. Thì HVN bây giờ chúng ta trước đây vùng 26.6 là hỗ trợ thì bây giờ nó trở thành kháng cự và dòng tiền gần như cũng không vào cổ phiếu của ngành hàng không. Chính vì vậy nên là cổ phiếu này cũng sẽ tiếp tục khó khăn và khả năng vẫn xu hướng một cái xu hướng đi ngang. NCT, cảng hàng không. Như vậy là cổ phiếu này chia hay sao anh chị? Như vừa chia xong nên là Hùng Lê cũng chưa cập nhật lại cái chia của nó. Cổ phiếu này như vậy là vừa hình như là vừa chia cổ tức xong, vừa chia xong anh chị nhé. Nên là đây này, nhìn cái đường trendline này là biết chia rồi, nên là sẽ tạm thời cập nhật sau. BVH và Mansan. Bản thân BVH ở trong cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà Hùng Lê có những cái phân tích định lượng cho các anh chị, đó là có những phân tích định lượng, đó là nó đang chuyển một cái pha xu thế từ cái vùng mà gọi là cái vùng giảm dài, sau đó thì bắt đầu sẽ có những cái điểm xuất phát là đi ngang, xong đó thì mới sau một cái chu trình này đi ngang rồi thì BVH mới có thể có những cái điểm thoát cung.
Hiện tại thì kháng cự của BVH ở khoảng vùng 50 và hỗ trợ ở khoảng vùng 44. Chưa có gì thay đổi, và với lực cầu như này thì đây đang có những cái lực hồi phục của BVH thì khả năng sẽ chạm về vùng 50 thôi. Chạm về 50 thì đạp bị chạm vào trần thì khả năng cổ phiếu sẽ lại chỉnh lại. Man San trong thời điểm hiện tại cạn cung, gần như không có dòng tiền vào. Không có dòng tiền vào và cổ phiếu thì đang đi ngang ở khoảng biên 55 đến 56. Đây là biên hỗ trợ thì cơ bản là đánh ngang ở trong cái biên này thôi, 55 56 kháng cự 61.5, và dòng tiền đang như thế này thì cũng gần như là cái cơ hội phục hồi mạnh nó gần như là chưa có. Anh chị chúng ta quan sát thêm. MWG hôm nay bị giảm à? MWG. MWG cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Một quãng thời gian đi ngang khá là khó chịu, và chúng ta có thể nhìn thấy sau một cái giai đoạn giảm dài thì MWG đây cũng có thể đang là một cái thời kỳ và cổ phiếu tích lũy trở lại nền, ổn định trở lại, và trước khi mà chúng ta thoát kênh thì chúng ta sẽ có những điểm mà cổ phiếu thường là đi ngang đi ngửa như vậy, chúng ta cần chờ thôi, không có một con đường nào khác cả, vẫn phải chờ chờ đợi. Bởi vì chúng ta là nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ và chúng ta không thể tạo lập để thay đổi cái xu hướng của cổ phiếu được, và chúng ta chỉ nương theo cái xu hướng của cổ phiếu thôi. PNG cũng hoàn toàn tương tự như vậy, một loạt các cái cổ phiếu trụ trong thời điểm hiện tại không có tiền vào, chính vì vậy nên là cổ phiếu cứ lừng khừng đi ngang thôi. MPNG này khả năng chạm vùng 60 lại đạp trở lại, nó đang đấy vào vùng 60 61. Nên là các anh chị ở trong thời điểm hiện tại đó, một số anh chị đang nắm mã cổ phiếu PNG thì có hỏi ông Lê là thế cái này có giải tán không anh? Thì cái câu chuyện giải tán hay không á, là các anh chị phải phải bám sát vào những cái phân tích của ông Lê. Khi thị trường trung hồi, ok, cổ phiếu chạm hỗ trợ chúng ta mua. Đó, chúng ta sử dụng cái phương pháp chém cá tiến thớt để chúng ta giải tán dần dần, chứ còn bây giờ chúng ta mà không mua mà chúng ta cứ chờ để chúng ta giải tán thì nó lâu lắm. Thậm chí là kết thúc VN Index, kết thúc nhịp hồi mà cổ phiếu của chúng ta chưa về đến mặt đất thì chúng ta có bán không? Đó, một câu trả lời cực kỳ là khó khăn luôn. BMP. Cổ phiếu Bình Minh trong thời điểm hiện tại 2 tuần rồi. 3 tuần, 3 tuần Bình Minh đang đi ngang ở biên 52. Biên 52 đến biên 55 và chưa vượt thoát được biên 55. Hiện tại là lực cung cầu đang thấp. Cầu đang thấp và như vậy là Bình Minh khả năng là vẫn sẽ có những cái xu hướng tiếp diễn ở đây và cần chờ một phiên đánh dòng tiền, nó phải đánh dứt khoát, tức là đánh vượt thoát hết, thì đây có thể cũng đang là những cái điểm mà Bình Minh sẽ xả cung ở đây. Có một cái mã cổ phiếu nữa liên quan đến cổ phiếu của ngành nhựa thì ba ba mã cổ phiếu của ngành nhựa, chúng ta sẽ nói đến nhựa Thiếu Niên Tiền Phong nữa. NTP. NTP, nhựa Thiếu Niên Tiền Phong. Đó, nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thì sau khi mà chúng ta phân tích ở một cái target ở đây rất là cao ở đây khoảng vùng 35 thì cổ phiếu này cần có xu hướng trả cung về vùng 30 đến vùng 30.5, và các anh chị có thể nhìn thấy đây, cổ phiếu đang bắt đầu đi về cái vùng vùng hỗ trợ. Chúng ta tiếp tục quan sát ở mã cổ phiếu này. DAG cũng là một mã cổ phiếu về ngành nhựa, và cái em này ấy, là em mới tạo lập cũng khá là tốt theo những cái lịch sử đánh tạo lập của cổ phiếu này thì rất là hay. Và hiện tại ở vùng 6 cũng là cái vùng hỗ trợ, khả năng là cũng được vùng hỗ trợ dài của em này. Đó, thì chúng ta đang quan sát lại cái vùng ở tại vùng hỗ trợ 6, vùng 5.5 đến vùng 6 ở đây thì cổ phiếu đang có những cái xu hướng đánh lên và đánh xuống ở đây, và chúng ta tạm coi cái vùng kháng cự ở đây là vùng 6. Thì với xu hướng hiện tại của DAG thì theo như những cái phân tích và phán đoán định lượng của ông Lê á, thì nó sẽ có những cái phiên trả lại quanh cung cầu ở vùng 5.5 đến vùng 6, nó chỉ trả thêm một ít nữa thôi và sau đó nó sẽ đánh và những cái điểm đánh của xin lỗi cả nhà, DAG thì Hùng Lê sẽ tiếp tục cập nhật, và nếu như những anh chị nào mà yêu thích và quan tâm đến mã cổ phiếu này, chúng ta canh để chúng ta giải ngân ở khoảng quanh vùng đẹp nhất thứ hai, phái sinh lình xình long sọt tí thì trả về đâu đó khoảng vùng 5.8. ok, 5.8 rất là đẹp, ta có thể canh. Gì và gì, cái thằng gì này thì có gì chúng ta, gì này thì không có gì các anh chị nhé, cứ vùng hỗ trợ thì chúng ta mua, kháng cự bán vùng 33. FPT một mã cổ phiếu về ngành công nghệ, thì trong cái thời điểm vừa qua thì ông Lê đã có những cái phân tích đánh giá định lượng về mặt là có thể hồi từ vùng 46 lên vùng 48 đến vùng 50 thì chúng ta sẽ canh để chúng ta bán, mà thậm chí là có thể đánh lên được khoảng vùng 48 đến vùng 50 thôi, và đến cái vùng này thì chúng ta canh để chúng ta ra hàng. Phiên ngày hôm nay thì do là phái sinh chọt nên là
FPT cũng đang có những cái điểm test nhẹ. Thì với những cái tài khoản mà các chị đang cầm FPT thì chúng ta lưu ý giúp Hùng Lê đó là những cái điểm sọt này nó không được gãy vùng 47, vùng 47, 47.2 anh chị nhé, hoặc vùng 47.2, nói chung quanh vùng 47, 47.2, và những cái điểm test này nó không được gãy cái vùng này thì cái cơ hội để đánh chạm lại vùng 50 là còn. Và với FPT thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta xuống xuống tàu. DGW vùng kháng cự 45 thì ngày hôm nay sau một cái điểm đây, một cái điểm test, sau những cái điểm test kỹ thuật khá là đẹp của khoảng vùng 40 thì lực cầu tiếp tục quay trở lại, và như vậy là ông đánh tiếp. Và xu hướng đánh tiếp thì có thể trong đoạn này thì như vậy là không biết đánh đến đâu rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng ở mốc khoảng 50 đến vùng 55 và mạnh hơn 60, nhưng mà khả năng là sẽ đến vùng 55 ở trong cái nhịp này. Như vậy là DGW vẫn còn một cái nhịp đánh nữa tương đối là mạnh ở đây. Một mã cổ phiếu về nhóm ngành công nghệ đó là CMG. CMG thì cũng nên có những cái phân tích tạo lập đây, các anh chị có thể nhìn lại nó xa xa hơn một tí, đó là những cái yếu tố tạo lập của CMG tương đối là tốt. Và chúng ta thấy rằng là cái nhịp mà Hùng Lê phân tích ở đây đó là khoảng vùng 30, 32, 32, và vùng 32 là vùng kháng cự, và cứ chạm về vùng 32 thì cổ phiếu lại có xu hướng trả lại. Đó, trả lại ở khoảng vùng 28.5 đến vùng 29, đó trả lại đây. Thì hiện tại là sau khi mà đập lên đến vùng 32 thì cổ phiếu này đang có trả cung ở đây, và chúng ta tiếp tục quan sát những cái động thái tiếp theo của CMG. Thì bản thân là CMG là cái điểm đánh ở thời điểm hiện tại đó đang là những cái điểm đánh ở trong những cái biên hẹp thì ông Lê đã có phân tích rồi. Chúng ta cứ canh, hỗ trợ thì chúng ta mua và kháng cự thì chúng ta bán. Còn cái câu chuyện là vượt kháng cự thì cái đó chúng ta sẽ tính toán tiếp cái câu chuyện ở đằng sau này. Và với một cái xu hướng về sóng á, thì chắc chắn là khả năng là CMG sẽ đánh vượt cái kháng cự. Chúng ta phân tích một số các mã ngành xây lắp, ví dụ như là Novaland. Thì bản thân Novaland là một cái mã cổ phiếu mà nó cũng là mang cái tính tạo lập tương đối là tốt, và thanh khoản của nó thì nó không được ok lắm, bởi vì đây là mã cổ phiếu mà gần như chỉ có các anh chơi với nhau, thì các anh chơi với nhau thì chúng ta cũng lựa vào để chúng ta chơi. Thì trong cái mục tiêu mà chúng ta phân tích ở đây đó là Novaland sẽ chạm lại khoảng vùng 64, vùng 64 đến vùng 65, thì vùng này đã chạm rồi. Và khi sau khi chạm xong á, thì thường thường là tạo lập nó sẽ kéo bull qua, tức là như thế này là kéo bull qua này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dò tìm ở khoảng vùng 62. Vùng 62 này Novaland không gãy và tích lũy ổn định lại ở vùng 62 thì có thể đánh chạm lại vùng 64 một lần nữa và vượt thoát vùng 64, thì cái cơ hội mà để Novaland đánh đánh về vùng, khả năng là nhịp này sẽ đánh về vùng 65 đến vùng 70. Tại sao lại đánh Novaland? Bởi vì Novaland cũng là một cái mã cổ phiếu mà góp phần vào cái chỉ số của VN Index rất là tốt, nó giống như thằng Sapeco ấy. Đó thì nó cần kéo một số các cái anh tài để nó đưa chỉ số lên. Anh chị chờ uống nước đã, khát nước quá. Hôm nay là các anh chị có nghe thấy tiếng gì không ạ? Tiếng chó sủa, đang ở một cái vùng quê nó hẻo lánh nên là không có điều hòa, rất là nóng, và đang ngồi nói chuyện với các anh chị là mồ hôi đang đang gọi là đang tuôn rơi trên, gọi là tuôn rơi trên người khàn hết cả cổ luôn đang ở trên rừng. Rồi ok, chúng ta tiếp tục đất xanh DXG. Đất xanh thì bây giờ như thế nào nhỉ? Xu hướng hiện tại thì đất xanh chưa tăng, vẫn đang đi ngang siết chặt dòng tiền, và chúng ta cần phải chờ đón một cái dòng tiền nó tốt hơn thì sẽ chờ đón lại đất xanh ở khoảng vùng 13 thôi. Đây là cản trên của đất xanh, đây là cản trên của đất xanh. Còn những cái tín hiệu cái thời hiện tại dòng tiền nó đang đi ngang cái này thì nó cũng chưa thực sự đẹp. Và Hùng Lê đánh giá rằng là cái nhóm ngành xây lắp á, cái nhóm ngành xây lắp chung thời điểm hiện tại nó chưa được tốt, tức là nó chưa có cái sự đồng thuận của toàn dòng. LDG LDG
Phiên ngày hôm nay có một tín hiệu khá là ổn áp, dòng tiền tiếp tục đi lên và cầu tiếp tục quay trở lại. LDG thì chúng ta đã dò tìm một cái vùng hỗ trợ, đó là vùng 6, và từ vùng 6 này tích lũy thành công thì cơ bản là từ vùng này tích lũy thành công thì LDG lại có xu hướng đánh lại, đánh chạm lại 7. Trước mắt là bây giờ LDG sẽ chạm lại 7 đó. Đánh chạm lại 7, và phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới thì khả năng là LDG sẽ tiếp tục hút hút cung. Với cái tín hiệu kỹ thuật như thế này là tốt rồi, bởi vì từ vùng 6 và đã vượt thoát được cái vùng 6.5 và phiên ngày hôm nay đóng cửa vùng 6.67 khá là ok. Khả năng phiên ngày hôm nay nếu phái sinh mà không sọt đó, thì cơ bản là tốt đấy, LDG cũng có thể đóng được ở khá là cao. Fecom trong những cái nhịp phân tích gần đây đó, sau đây những cái vùng hỗ trợ ở đây đâu 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 đó là những mua khoảng vùng 9 đến vùng 9.3, và kháng cự của Fecom hiện tại đang là vùng 11 và vẫn chưa thể vượt thoát qua. Ở phiên ngày hôm nay thì có những cái tín hiệu đâm ngang đâm ngửa ở đây, nhưng mà đó sau khi chạm vùng 11 này thì sẽ vòng lại vùng 10 và vòng lại vùng 10, và sau đó thì công lại vùng 11 và vượt thoát vùng 11 thì có thể đi đến vùng 13. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Fecom á, thì trong nhịp này thì Hùng Lê sẽ kỳ vọng ở khoảng vùng 13 sẽ đánh tiếp. Tín hiệu kỹ thuật này thì sẽ đánh tiếp và chưa 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 nghỉ đâu, ít nhất là như vậy. Với những tài khoản mà anh chị đang nắm Fecom đó, nắm ở và đã mua lại được thêm ở những cái vùng giá vốn thấp ở dưới này thì chúng ta có thể canh ra làm tiếp. Câu chuyện về KDH, KDH à, hay là HKD nhỉ, sao lại như vậy? KDH đây. Câu chuyện về KDH thì nó có những câu chuyện về game, game show thôi. Game show thì game show này nó cũng bình thường thôi, bởi vì Hùng cũng phân tích con KDH này đi đi song trùng với cả con gách. Thì KDH ở đây chúng ta có một cái vùng hỗ trợ ở đây khoảng vùng 23, và từ vùng 23 này thì kỳ vọng đánh chạm vùng 26. Upside đâu đó bao nhiêu phần trăm thì các anh chị có thể chia ra giúp Hùng lên. Và KDH thì cũng đang có những cái thông tin là có thể rọt vào rổ VN30, do những cái thanh khoản và những cái tính của nó, cái gọi là cái mức độ lưu thông của nó khá là tốt. Thì KDH đang có những cái vùng tích lũy đi ngang ở vùng 24, và lực cầu thì đang tương đối là ổn định, và chỉ cần có một phiên thôi, một phiên hút cầu, tức là một phiên khoảng tầm 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu và giá tăng trên 3%. Đó, có một cây nến xanh ngồi như này thì như vậy là cái xu hướng mà để chúng ta canh, để chúng ta chốt được ở khoảng vùng 25 26 khá là ok. Một mã cổ phiếu nữa là DIG. DIG là một cái em cũng đánh ngày xưa có những nhịp đánh rất là hùng hồn, nhưng mà cái giai đoạn vừa qua thì đánh nó cũng không được ổn lắm. Tuy nhiên ở giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng ở đây cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu ở vùng khoảng vùng 12 rất là đẹp. Và cái cổ phiếu này thì có một cái xu hướng đó là đánh lên và sau đó trả cung, đánh lên xong trả cung và xây dần dần, tức là cái tốc độ đi của nó cũng hơi chậm. Đó, vậy thì đây này, đó đã kéo lên này trả hết luôn. Thì bây giờ đây thì ông trả hết luôn thì ông chúng ta chờ ở đây ông trả hết ở đây đi. Đó, ông trả hết ở đây là đâu đó khoảng vùng 13. Rồi ok, ông trả hết ở vùng 13. Thì chúng ta cũng có thể canh canh ở vùng 13, đặt chờ vùng 13, và với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì khả năng DG nhịp này sẽ đánh và đánh lên đâu? Đánh lên bằng đỉnh cũ à? Thử xem nào, chúng ta tính 8% đi. 3 trên cho 10 12. 25% rất là cao. Đó thì các anh chị có thể thấy là chúng ta sẽ tính toán ở một cái tọa độ là từ vùng 13 và chúng ta nhân lên 8%, tức là 8 nhân với 13, ví dụ như vậy là chỉ tăng khoảng 1.000 thôi. Đó là chúng ta đã đạt kỳ vọng rồi, tức là đến vùng 14 và 14.5 là chúng ta chốt rồi. Đó anh chị nhá. Và đây, đó là như vậy là chúng ta đã thỏa mãn cái yêu cầu của chúng ta là đạt được một cái nhịp đánh khoảng từ 8 đến 15%. Rút kinh nghiệm, nhiều anh chị bảo là target cao quá em ơi. Lãi rồi nhưng mà nhìn thấy cao vẫn ôm lại chưa một chốt, thì cái câu chuyện chốt hay không các anh chị chủ động, cứ trên 8% là chúng ta sẵn sàng chúng ta câu hàng đi được rồi. Một số Đạt Phương DPG, mã cổ phiếu này cũng rất nhiều các anh chị là đang mong ngóng chờ đợi, bởi vì rõ ràng một điều là cổ phiếu nó đang tích lũy đi ngang thì chúng ta phải chờ thôi, không còn cách nào khác cả. HBC cũng là một cái mã cổ phiếu mà cũng đang một số các tài khoản đang bị kẹp lại. Thì kẹp lại thì chúng ta phải dùng cái phương pháp đó là phương pháp chém cá ở trên thớt thôi, đó là chúng ta canh mua ở những cái vùng hỗ trợ, ví dụ vùng 10 đó, và hồi lên vùng 10.5, về đây có lúc là còn lên được 11 ấy. Đó thì chúng ta bán,
Chúng ta bán đi 50% mà chúng ta đã mua ở dưới này, và sau đó cổ phiếu chỉnh giảm lại ở những cái vùng hỗ trợ, và chúng ta nhìn thấy những cái phiên mà cổ phiếu này lại tăng lại được như vậy, thì chúng ta phải đảo đi một vài nhịp như vậy thì chúng ta mới có thể quay vào bờ được. Chứ còn nếu mà các anh chị vẫn cứ ôm cái giá vốn ở trên này thì có khi VN Index quay đầu giảm điểm rồi, nhưng mà giá vốn của chúng ta chưa thể về được, bởi vì là chúng ta có những cái giá vốn nó bị cao hơn. Mã cổ phiếu VGC cũng là một mã cổ phiếu mà rất nhiều những anh chị quan tâm. Tại sao quan tâm? Bởi vì nó liên quan đến cái câu chuyện mà tí nữa Hùng sẽ phân tích cái mã cổ phiếu gạch, thì các anh chị sẽ thấy vì sao mà VGC nó lại tăng được như thế này. Nó đang có những câu chuyện MA và đang có những câu chuyện về thâu tóm về doanh nghiệp, và nói chung là nó cũng game game đó. Thì bây giờ là vùng 20.5, thì một số cái tài khoản là có hỏi Hùng là bây giờ có bán không, thì Hùng có phân tích cho anh chị ở vùng 19. Chưa gãy 19 thì thôi cứ nắm lại, bởi vì là cũng đang ổn mà, chưa gãy 19 tức là chưa phá trend, chưa phá hỗ trợ thì thôi cứ tạm nắm đã. Vượt thoát được vùng 20 khả năng là như thế này là ngon rồi đấy, là tiếp tục đánh. Bởi vì gạch nó đang tăng như vậy thì không có lý do gì mà VGC nó lại không tăng được, nên các cổ đông cứ yên tâm tiếp tục nắm, ở chúng ta chờ khoảng vùng 22 đi đó. Thì như vậy là vùng 20.5 cho ở đây vùng 19, 19 20 chúng ta tăng 2.000 thêm cũng được thêm mấy phần trăm nữa, thì chúng ta chờ thêm. Mà Cotecom, một mã cổ phiếu xây lắp cũng rất là quan trọng. Thì Cotecom là câu chuyện tốn khá nhiều bút giấy, nhưng mà bút giấy đấy thì cứ kệ thôi. Còn với những cái góc nhìn mà phân tích của ông Lê đó là gì? Sau một giai đoạn giảm dài, Cotecom tạo sóng đi ngang ở tích lũy nền ở trong những cái biên độ hẹp, và sau những biên độ hẹp đó thì Cotecom sẽ đi vào một con sóng trung hạn, đó là sóng tăng. Thời điểm hiện tại là sau những cái phân tích định lượng ở vùng 85 thì Cotecom bây giờ đẹp nhất đó, chỉnh chỉnh đẹp nhất thì đang đang kỳ vọng nó đạp về đâu đó khoảng vùng 70, nhưng mà 70 khả năng hơi khó, 70 khả năng khó, khoảng vùng 75, tức là nó lấp về lý thuyết là nó phải lấp hết toàn bộ những cái gì nó kéo lên thì nó mới đi được đó. Thì bây giờ chúng ta cứ để khoảng vùng 75 đi, lấp 1/2 và cũng coi như chạm cái ở thế này, về về mặt lý thuyết là như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ chờ cổ tích công ở vùng 75, ok, sau khi nếu mà chúng ta đã chốt rồi. Thêm một mã cổ phiếu nữa ở trong cái nhóm ngành xây lắp đó là VCS, thì Hùng Lê có phân tích cùng, đó là VCS thì đang ở trong một cái biên hỗ trợ ở khoảng vùng 60 đến vùng 62, và kháng cự ở đây khoảng vùng 68. Thì bây giờ tạm thời là chúng ta cứ đánh ngang đánh ngửa trong cái biên hẹp này đã. Bản thân VCS thì cũng đang đi để hình thành nên một cái chu trình sóng mới, và chu trình sóng mới nó sẽ đi đến đâu thì chúng ta sẽ cần thêm thời gian để chúng ta phân tích. Ok, xong nhóm ngành xây lắp và đến nhóm ngành dầu khí. Thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng nhóm ngành dầu khí đang là một cái nhóm ngành mà ổn, đang ổn áp đấy. Gas đã có những yếu tố tạo lập từ vùng hỗ trợ ở đây là vùng bao nhiêu ạ? Vùng 70. Từ vùng 70 này đang hồi phục lên vùng 75, thì những cái phân tích của ông Lê ở đây đó thì nó cũng chỉ về đến 75 thôi, và sau đó nó sẽ có những cái điểm chỉnh giảm lại. Theo nhịp phái sinh thì khả năng nó sẽ chỉnh giảm lại 1/2 của cái lực tăng ở đây, tức khoảng vùng 73 7 7 72 735, sau đó thì phái sinh quay trở lại chen long, thì GAT cũng là một cái mã tạo lập để có thể kéo về vùng 80. PLX là trong thời điểm tuần này bắt đầu cạn vốn rồi. Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự ở đây không có gì thay đổi, 48 và vùng hỗ trợ khoảng 43 đến 44, và hiện tại thì cổ phiếu này cũng đang có những cái xu hướng đánh ngang thế thôi, đánh lên đánh xuống, và đây đang là những cái điểm cạn cung, những cái điểm cạn cung khá là đẹp, và khả năng thì PLX sẽ đi ở đâu đó khoảng vùng 44 45 thôi, và tuần tới khi chen long quay trở lại thì PLX sẽ tiếp tục có một cái nhịp hồi phục ở đây. Bộ 3 PVD bộ 2 PVS và PVD. PVS trong thời điểm hiện tại rất là cạn vốn, và PVS cũng gần như cũng chỉ đi ngang ở quanh vùng 12 đến vùng 12.5, và sau đó cổ phiếu lại có những điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật. Thì hiện tại là với dòng tiền như thế này thì chúng ta không có con đường nào khác cả, là cổ phiếu vẫn sẽ tiếp tục đi ngang ở trong những cái biên này, và sau những cái biên đi ngang đó sau những cái biên đi ngang đó thì nó sẽ hình thành nên một cái xu hướng mới của thị trường và của cổ phiếu, và cái xu hướng đó thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật. PVD có gì không? PVD. Bản thân PVD cũng hoàn toàn tương tự như PVS, bởi vì hai cái con này nó chạy cùng nhau. Tức là nó tăng là nó sẽ cùng tăng cùng, mà nó giảm thì nó sẽ giảm cùng, và nó đi ngang thì nó sẽ đi ngang cùng nhau, nó giống như bạn đồng hành nhất.
Đó thì cơ bản là vùng hỗ trợ 10 và vùng kháng cự khoảng 10.5 đang đi ngang ở quanh biên này. OI, POVK và BSR. POVK vùng hỗ trợ ở đây đó là vùng 9.5 đến vùng 10, và phiên ngày hôm nay thì đang thoát lại ở cái vùng 10, thoát được vùng 10 thì lại có xu hướng đánh lên vùng 11. Hiện tại thì POVK cũng chưa có nhiều động lực và cơ bản vẫn đang đi ngang ở trong một cái biên hẹp thôi. OI cũng như vậy, vùng hỗ trợ của OI vùng 7.8 đến vùng 8, và hiện tại thì cổ phiếu này đang đi ở trên cái vùng hỗ trợ, vùng kháng cự của OI bây giờ nó ở khoảng vùng 8.5 trở thành vùng kháng cự ở đây, và như vậy thì cơ bản OI vẫn tiếp tục đi ngang ở đây, lình trình đi ngang ở quanh cái vùng này trước khi mà lực cầu quay trở lại. BSR cũng tương tự như vậy đó, những cái bộ ba này nó đi với nhau là như vậy thôi, nó cứ đi vòng vo chạm vùng 7.5 rồi lại rụt cổ lại rồi lại đi lên đi xuống ở đây và sẽ chờ thôi, cũng không có cách nào khác cả. Đạm Cà Mau DCM thì vùng 9.5 là vùng kháng cự, vùng hỗ trợ của cổ phiếu này ở khoảng vùng 8.5, và cơ bản thì cổ phiếu này vẫn như vậy thôi. Gặp hỗ trợ thì đánh lên và gặp kháng cự thì lại dội xuống, và cái câu chuyện có thoát được vùng 9.5 thì chúng ta chờ. Đạm Phú Mỹ vùng hỗ trợ của cổ phiếu là vùng 13.5 đến vùng 14, kháng cự là vùng 15.5. Hiện tại thì đã mấy lần rồi, 3 lần rồi không vượt được vùng 15.5, nên là tôi cứ gặp kháng cự là trong cái phân tích cái cách cùng lên đó, cứ gặp kháng cự thì tùy các anh chị, một là chúng ta táng đi 50%. Ví dụ chúng ta có 1.000, ví dụ nhá, chúng ta có 1.000 cổ phiếu Đạm Phú Mỹ. Thì về đến vùng 15.5, ok, tôi bán đi 500 cổ phiếu, ok chưa? Sau khi chúng tôi bán đi 500 cổ phiếu thì có hai phương án, một là Đạm Phú Mỹ sẽ vượt thoát vùng 15.5 đi tiếp, ok, chúng ta sẽ chờ những target tiếp theo ở trên này để chúng ta chốt 500 còn lại. Như vậy là chúng ta đã hiện thực hóa được một cái nhịp cổ phiếu này tăng. Ngược lại là về đến 15.5 bán xong cổ phiếu giảm, đó thường là giảm đúng không? Đó, về chạm lại vùng 13.5 đến vùng 14.5, tôi lại mua lại 50% tôi đã bán. Đó, vậy thì sau một nhịp này thì chúng ta lại có 1.000 cổ phiếu, và cứ tương tự như vậy, tức là chúng ta luôn có cổ phiếu để chúng ta mua và luôn có cổ phiếu để chúng ta bán. P hết cho anh chị. Uống uống ngụm nước đã, nóng quá. P còn có một con nữa, PVB đã khuyến nghị chúng ta đầu tư. PV bò này là cái con mà đánh cũng rất là dốc, cơ bản đánh cũng rất là dốc, và chúng ta phân tích con PV bò này ở vùng giá 15 và kỳ vọng từ vùng 15 lên đến khoảng vùng giá 19, thì các anh chị những cái phân tích của ông Lê từ đây có những cái chạm ở đây thì chúng ta mua, và từ vùng này lên đến vùng 19 thì chúng ta cũng có up sai một cái target đó, các anh chị tự có thể tự tính toán lại. Ok, chúng ta sẽ nói đến nhóm banh. Nhóm banh thì ngày hôm nay sau những cái phiên mà banh cũng rất là ok đó, thì ngày hôm nay thì banh có những cái điểm trả thôi, cơ bản là có những cái điểm trả thôi. Vietcombank những cái điểm trả cung thôi. Vietcombank trong phân tích định lượng ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ vùng 80 và có thể hồi phục lên đến vùng 85, và vùng 85 thì lại có những cái nhịp chỉnh trả trở lại, thì hiện tại là đang trả lại về vùng 82 đến vùng 83, thì chúng ta sẽ điểm trả này là do những cái điểm trả của sọt phá trinh thôi. Chúng ta sẽ xem lại ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới những cái lực cầu mà có thể quay trở lại đối với Vietcombank, thì chúng ta là canh để chúng ta chốt lại ở vùng 85, có thể mua gom ở dưới này chúng ta quanh vùng 85 để chúng ta chốt. Thời điểm hiện tại Vietcombank nó cũng chưa có nhiều nhiều cái lực cầu đâu các anh chị nhé, nên là cơ bản là nó vẫn đi những cái lực ngắn thôi. Còn cái target mắc đến tại thời điểm hiện tại trong những cái nhịp phân tích trước đây là Vietcombank đang đạt được ở 90 đó, và cái mốc 90 hiện tại thì đang vẫn là cái mốc cao nhất của trong một cái nhịp phân tích của chúng ta. BID biết đang có những cái dấu hiệu dòng tiền tốt lên, nó tích cực hơn đối với Vietcombank. Và vùng hỗ trợ của BID đó là vùng 38, chạm vùng hỗ trợ chúng ta mua, và BID thì có thể hồi phục lại ở đây này, các anh chị nhìn thấy đây, căn sang đây, tức là khoảng đâu đó khoảng vùng 42, khoảng vùng 42 thì sẽ chỉnh lại một tí, sẽ chỉnh lại một tí, và những cái nhịp chỉnh này có thể là chỉnh về có thể chỉnh về lại vùng 40, 40 41 ở đây, có những cái nhịp chỉnh ở đây, và trong nhịp này thì cũng đánh giá rằng BID xu hướng là sẽ đánh chạm vùng 45, bởi vì BID cũng là một cái mã cổ phiếu mà kéo rất là nhẹ.
và thị trường thì sẽ phải cần có bid, sẽ phải cần có bid. ACB có gì không? ACB thì trong thời điểm hiện tại thì cũng nên đánh giá cũng không có nhiều các cái yếu tố tạo lập, tuy nhiên đang có những lực hồi tương đối là tốt. Ngày hôm nay thì đóng cửa lưng chừng đồi ở vùng 24, tức là như vậy là cổ phiếu đã hồi được về vùng 24 rồi, và chúng ta chờ xem ở vùng 24 này thì cổ phiếu có bứt phá được qua hay không. Còn ACB thì chúng ta cũng không tham gia để đầu tư. Trong nhịp vừa rồi thì ông Lê chỉ khuyến nghị có hai ba mã cổ phiếu thôi, thì ông sẽ nói MBB cũng chưa có nhiều tín hiệu đẹp, đi ngang tích lũy dài. Công thương ngày hôm nay thì trả cung này, CTG. Bản thân trong cái nhịp vừa rồi thì Hùng đánh giá rằng công thương, và chính vì vậy nên là đã khuyến nghị anh chị em của chúng ta đánh công thương. Vùng hỗ trợ của công thương đó là vùng 21.5 đến vùng 22, và sau đó thì công thương đang có những cái nhịp đánh lên, đánh khá là đẹp, và vùng 24 thì vô hình dung đã trở thành một cái vùng kháng cự của công thương rồi. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật của công thương có thể chỉnh trả trả lại ở đây này, một nhịp bé bé ở đây này, các anh chị có thể xem lại ở đâu đó ở khoảng vùng vùng bao nhiêu đấy ạ? Vùng 23.3, ở khoảng vùng 23.3, và nhịp này thì xu hướng là kéo lại về vùng 25.5 đến vùng 26, và anh chị em chúng ta sẽ hiện thực hóa chốt công thương ở nhịp này. Không biết là có đánh vượt thoát không, bởi vì thường thường là nếu theo lý thuyết về sóng á, là sẽ đánh vượt thoát đỉnh. Chúng ta chờ thêm thôi, sẵn sàng chốt, và khi nào chốt thì cứ cứ đến cái vùng 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 đấy là chúng ta chốt đi 50%, và nếu như mà cổ phiếu đánh vượt lên thì chúng ta sẽ chốt 50% còn lại ở những cái target cao hơn, chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận. Techcombank ở trong thời điểm hiện tại, sau khi mà chúng ta dò tìm ở đây vùng giá mục vùng giá hỗ trợ của Techcombank ở khoảng vùng 19.5, vùng 20, thì trong tuần vừa rồi đã có phiên đánh lên chứ không có cái câu chuyện đánh xuống. Và sau một cái điểm đánh lên của TCB thì ngày hôm nay là TCB đang trả cung, và những cái điểm trả cung này đẹp nhất thì nó ở khoảng vùng 20.5 gì đó, nhưng mà ngày hôm nay thì phái sinh nó sọt nên là trả hơi sâu. Thì với những cái điểm trả này thì có thể là nó sẽ có thêm đến 1 đến 3 phiên nữa, thì TCB sẽ có những cái điểm trả cung ở đây, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát tech ở thời điểm hiện tại. HD Bank đó, các anh chị mà không không theo những cái khuyến nghị của ông Lê thì đôi lúc là nó cũng sẽ bị có những cái điểm chốt nó bị lỗi, hoặc là điểm mua nó sẽ bị lỗi. Ở HD Bank chúng ta dò tìm cái vùng hỗ trợ ở đây ở khoảng vùng 24, và từ vùng 24 này thì ông Lê có tiếp tục đánh giá là đánh chạm vùng 27 đến vùng 28, và đây nó gần chạm đến cái vùng kháng cự. Nói chung là về đến vùng này thì chúng ta đừng có mua làm cái gì nữa đó, nhưng mà sao một số chắc là những anh chị em mà không xem được những cái clip của ông Lê thì vẫn đang mua, còn những anh chị em mà đã xem clip của ông Lê thì chốt. Đấy là những câu chuyện nó là như vậy. Với HD Bank thì HD Bank sẽ có những cái điểm trả cung lại ở đâu đây, gần gần đây một tí này, khoảng vùng 26. Vùng 26 mà không gãy ấy, thì sẽ tiếp tục kéo lên, còn nếu mà gãy vùng 26 thì như vậy là cái cơ hội mà để HD Bank kéo lên nó không còn nữa. Ở trong thời điểm hiện tại thì HD Bank cũng đang đánh những nhịp chột chật thôi, chứ những cái nhịp mà đi vào những cái trend sóng khỏe của HD Bank thì gần như là chưa có. VP Bank VP Bank là một mã cổ phiếu mà ông Lê cũng có khuyến nghị chúng ta đầu tư, khuyến nghị đầu tư cùng với công thương. Sau khi mà VP Bank đã có một những cái điểm mà lấp lại ở thân nến xanh ở đây, và chúng ta tìm được cái vùng hỗ trợ ở khoảng vùng 21, và trong ngắn hạn như vậy là cái kháng cự của HD Bank ở khoảng vùng 24. Ở phiên ngày hôm nay là một cái phiên trả cung của HD Bank tương đối là đẹp, và dự kiến thì sau những cái điểm trả hành trình này thì VP Bank sẽ kéo cung, sẽ kéo về khoảng vùng 24, thì quanh đấy chúng ta canh để chúng ta chốt thôi. Hiện thực hóa một cái nhịp đánh ngắn STB. STB vùng kháng cự vùng 12 đến vùng 12.5, và một số anh chị có hỏi là có mua STB không, thì tại thời điểm mua thì mua ở dưới này thôi đó, bây giờ lên đến trên này thì mua làm gì nữa, bây giờ nhịp này để chúng ta canh để chúng ta bơi vào bờ đó. STB thì cứ đến một số anh chị là có mua được ở đây này, khoảng biên 11, thì bây giờ 11.5, 11.6 là chúng ta chốt đi cái phần chúng ta đã mua, xong đó thì có thể cổ phiếu nó sẽ chỉnh lại các anh chị nhé, nó sẽ chỉnh lại một tí đó, nó chỉnh lại như này
thì chỉnh lại khoảng vùng 11.3 thì đó, chúng ta lại mua lại thì chúng ta cứ đảo đi một vài nhịp như vậy. Đó, trong lúc mà thị trường chung mà đang tốt thì chúng ta cứ đảo đi một vài nhịp như vậy để cho nó là ok. Thêm một mã cổ phiếu nữa trong cái nhóm mà chúng ta hay phân tích, đó là mã cổ phiếu VIB. VIB ở trong nhịp hiện tại dù lực cầu nó không thực sự tốt, nhưng mà cái trend của VIB thì nó lại đang rất là tốt và đang đi những cái nhịp mà khá là ổn định. Phiên hôm nay là một cái phiên mà VIB trả cung ở đây cũng tương đối là đẹp, tương đối là đẹp, và thậm chí là VIB có thể trả cung lại vùng 18, vùng 18 tức là cái vùng giá mục tiêu 19 nó đã hoàn thành rồi các anh chị nhé. Đó, vùng giá mục tiêu hoàn thành rồi thì VIB sau khi mà chạm vùng 19 thì nó sẽ có thể trả cung lại vùng 18. Ở vùng 18 này tích lũy thêm một đến hai phiên nữa thì VIB có xu hướng sẽ đánh đánh vượt nền. Lực cầu ở thời điểm hiện tại thì nó chưa là đủ mạnh thôi, nhưng mà nhìn cái cách đi của cổ phiếu thì khả năng là đánh vượt nền. Và đánh vượt nền thì tiếp theo nó sẽ ở khoảng vùng 20, thì chúng ta quan sát thêm những cái động thái của VIB ở khoảng vùng 10 18 đó. Liên Phong à, Liên Việt Postbank. Thì Liên Việt Postbank ở trong thời điểm hiện tại là hôm hôm qua thì hôm qua có nói đến vùng 8.5, có nói đến vùng 8.5. Lực cầu quay trở lại như thế này thì về cơ bản là lại lình trình ở đây thôi. Mã cổ phiếu này thì kháng cự ở vùng 9.5, 8.5, 9.5. Đó, thì trong một cái biên nó tương đối hẹp, và nếu mà chúng ta để ý được thì chúng ta có thể lấy được cái vùng 8, vùng 8 chấm, nhưng vùng 8 chấm khả năng nó sẽ hơi khó hơn. HCM. HCM chúng ta nhìn nào, nhìn trên một cái góc độ tổng thể thì cổ phiếu này cũng đã giảm dài xong thì có một nhịp hồi phục lên và đang có những cái điểm mà gọi là bẻ pha xu thế. Thì những cái điểm bẻ pha xu thế này thì thường nó đi đó, có như ví dụ cô Tích Công nó cũng đi mãi rồi nó mới mới bẻ được, thì HCM là bây giờ là ba nhát rồi các anh chị nhá, ba nhát đây. Ông này ông vừa mới chia, ông này ông lại vừa mới chia cổ tức nên là hình như vừa mới chia sao nhỉ, khoảng nhỉ, chưa chưa sao, giá này là giá chưa chia chưa. Thì cái vùng kháng cự của nó là khoảng vùng 20, trên 20 một tí đây, 20.1, 20.2 thì là 3 4 lần rồi, đánh mãi không qua nổi. Thì đánh không qua nổi thì thôi, cứ tạm thời là chúng ta cứ về 18, về 18 chúng ta mua, về 20 chúng ta bán, 2 trên 18. 2 trên 18. Ok, 11%. Tạm thế đã các anh chị nhé, SSI. SSI cũng hoàn toàn tương tự như vậy, một lần, hai lần, ba lần. Hỗ trợ ở đây là vùng 14.5 và về vùng 16 là lại quay đầu. Ngày hôm nay thì cầu của SSI khá là tốt, khá là tốt. Không biết là phiên thứ hai, tức là chúng ta sẽ phải cần có những cái phiên này ngồi này, đó, ngồi lên này, đó, khi nào mà ngồi lên thế này là đua lệnh theo lái là ngon đây này. Và SSI thì cũng như HCM, vùng đây đang kỳ vọng một giai đoạn tăng trưởng mới của nhóm ngành chứng khoán. Tạm thời chưa 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 gọi là chưa vượt được thì cứ 14.500 xem nào, 1.5 chia cho 14.5. Ok, cũng 10%, tạm thế đã. SHS không có con đường nào khác. SHS đây, trong một cái nhịp một nhát này, hai nhát này, rồi bây giờ đến nhát thứ ba. Có qua được không? SHS trong một cái nhịp chỉnh ở đây, chúng ta dò tìm cái vùng giá mục tiêu ở khoảng vùng giá 11.2 đến 11.5. 11.2 đến khoảng vùng 11.5 này không gãy thì SSS sẽ có xu hướng đánh lại về vùng 14, và như vậy là thôi thì tạm chốt các anh chị nhé, tạm chốt, còn vượt thoát 14 thì chúng ta tính tiếp, mãi không vượt được, cay. MBS ui chà, thanh khoản kém quá. MBS ở trong thời điểm hiện tại thì chưa có nhiều đột biến rồi các anh chị, ở vùng 9.7 đang tiếp tục tích lũy đi ngang, và chúng ta cần phải chờ khi có một phiên mà có những dòng tiền quay trở lại. Còn kháng cự trước mắt của MBS vẫn là cái vùng kháng cự dài đây, kháng cự dài ở đây đó là khoảng vùng giá 11, khoảng vùng 11. CTS. CTS thì vùng kháng cự là vùng 8 và hiện tại vùng hỗ trợ ở đây là vùng 7, đi ngang và cũng chưa rõ về xu hướng,
và xu hướng chủ đạo vẫn là xu hướng đi ngang, cũng chưa có lực cầu quay trở lại. Tín hiệu MACD cũng đang hơi xấu, tín hiệu dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, chính vì vậy nên là cũng chưa có nhiều cái định lượng về mã cổ phiếu này. Ok, chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu của ngành thép, và đầu tiên chúng ta phải nói đến Hòa Phát với những cái ý đồ tạo lập của Hòa Phát ở thời điểm hiện tại. Bởi vì bây giờ là rất nhiều những anh chị chúng ta đang quan tâm đến là câu chuyện Hòa Phát đi đâu về đâu. Đi đâu về đâu thì bây giờ là cổ phiếu này đã có những phiên giao dịch đánh vượt thoát vùng 28. Tuy nhiên là cuối tuần thì nó lại đang không giữ được ở cái vùng giá 28, đang chỉnh giảm về, và cái mức chỉnh giảm cho phép ở khoảng vùng 27.5. Có những phiên test chạm vùng vòng 27.5 và sau đó ổn định trở lại vùng này và tiếp tục đánh vượt thoát vùng 28 thì cơ hội về đến vùng 30 và sau đó có thể là vùng 32. Sẽ còn ngược lại nếu như gãy vùng 27.5 với vol xác nhận thì như vậy là cái cơ hội của phát đi tiếp nó sẽ không còn. Hoa sen sổ số thì hiện tại hoa sen đang hình thành một cái nền đi ngang tích lũy ở trong cái biên hẹp ở vùng 11.5 đến vùng 12, thì chúng ta sẽ tiếp tục, nếu những tài khoản nào mà chúng ta đang nắm thì chúng ta cứ nắm. Trường hợp nếu như mà gãy gãy vùng sổ số thì lúc đó chúng ta mới mới bán, còn lại mà chưa gãy sổ số thôi chúng ta chờ xem là có ăn được ở vùng 13, vùng 4 hay không. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu cơ bản tốt và thường mà chúng ta đã có một cái quãng theo dõi nó tương đối là dài. Đầu tiên sẽ là mã cổ phiếu PTB. Bản thân Phú Tài thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia ở khoảng vùng giá 50, bởi vì ở vùng giá 50 là Hùng Lê nhận thấy có rất nhiều những yếu tố về mặt tạo lập về thị trường cũng như về mặt cổ phiếu. Và mục tiêu của cổ phiếu này thì có thể đánh lên vùng 55 đến vùng 60, tức là nó sẽ có một cái mức lợi nhuận khoảng mắc là khoảng 10/50, tức là đạt khoảng tầm 20%. Đó, đạt khoảng tầm từ 10 đến 20% của nhịp đánh này thì đối với PTB là một mã cổ phiếu rất là hay. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì xu hướng cao là khả năng PTB sẽ tiếp tục đánh. Một mã cổ phiếu nữa, VE chúng ta phân tích ở khoảng vùng giá 43. 43 41.5 ở đây này, 41.5 này, và sau đó thì vùng kháng cự của VE ở khoảng vùng 46, và hiện tại thì cổ phiếu này đang có xu hướng là đánh từ trong một cái biên hẹp, và câu chuyện là cổ phiếu này có vượt được cái vùng 46 về ý đồ tạo lập hay không thì chúng ta sẽ quan sát tiếp, còn trước mắt thì cứ 41.5 đến 46 cứ thế mà chúng ta giã cái đã. Một mã cổ phiếu nữa là LTG Thiên Long. TLG. Thì bản thân TLG chúng ta có một cái phân tích khá là dài rồi, và các cái điểm mua thì bây giờ là chúng ta cũng không có nói đến nữa, bây giờ chúng ta chỉ nói đến cái câu chuyện về target. Thì vùng kháng cự ở đây là hiện tại là vùng 38 này, chính ra mục tiêu của chúng ta là vùng 40, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nói đến vùng 38 đã. Chúng ta phải đi từ những cái con số nó thực tiễn nhất, đó là TLG sẽ đánh từ khoảng vùng 32 và chạm đến vùng 38, như vậy là tăng 6.000 trên một cổ phiếu. Với xu hướng hiện tại thì những tài khoản mà chúng ta đang nắm TLG thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục nắm, và chúng ta sẽ canh ở khoảng vùng 38, có thể khi chạm về 38 thì cổ phiếu nó sẽ có một cái nhịp chỉnh giảm kỹ thuật. Còn nếu như mà cổ phiếu TLG tích lũy đi ngang thêm khoảng tầm 3 đến 4 phiên ở đây quanh vùng 36 nữa. Đó, có hai cách, một là tích lũy ở đây rồi kéo thẳng qua vùng 38, hoặc là sẽ kéo lên 38 rồi chỉnh kỹ thuật ở đây, thì cái này thì chúng ta sẽ có thêm những cái định lượng ở sắp tới thôi, ta sẽ quan sát tiếp. Mã cổ phiếu phân bón Bình Điền BFC là một cái mã cổ phiếu phân bón tốt, mà sao đó một cái quá trình tạo nền đi ngang nó khá là dài và khá là mệt mỏi khi mà chúng ta đầu tư giá trị ấy. Đây ví dụ BFC là vô thuộc vào cái loại đầu tư giá trị đây này. Đó là cứ chạm ở đây, cứ chạm vùng 11 là mua, tức là đầu tư giá trị là cứ chạm hỗ trợ là mua xong để đó. Thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều những cái tài khoản xung quanh nó cứ mua nhảy nhảy, và cái tài khoản của chúng ta nếu khi mà chúng ta nắm thì nó cứ lình trình như vậy thôi, cũng rất là ức chế, rất là khó chịu. Nên là nhiều anh chị là bạn đầu tiên á cứ bảo ôi tôi mua giá trị, nhưng mà đến lúc là nó đạp cho vài phát là thôi ao hết cả giá trị luôn. Đó nên là chúng ta phải rất là chú ý. Thì bản thân BFC hiện tại là cũng đang đi ngang ở vùng đó, vùng 11 lên vùng 13, xong lại chỉnh giảm lại, và chúng ta cần chờ để cho nó đi hết cái đoạn đường tích lũy này, rất là khó chịu luôn. PAC cũng như vậy, PAC
sau một cái giai đoạn chỉnh dài, và đấy bây giờ nó cũng cứ lòng vòng đi ngang ở quanh vùng 20 đến vùng 21, không có cầu vào, thế mình bực mình đó. Và đây giá trị đây đó, đầu tư giá trị đây, và bây giờ nó cứ đi ngang đi ngửa đấy, được chưa? HAX, một cái mã cổ phiếu tương đối là đẹp, và khi đó thì Hùng Lê có phân tích rồi, khuyến nghị rồi, và chúng ta cũng không cần phải 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 tra 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 lại trên Zoom nữa các anh chị nhé, bởi vì là đó không không cần phải tra lại trên Zoom nữa, để câu chuyện nói trước nói sau nó không quan trọng với Hùng đâu. HAX khi đó thì Hùng có tìm một cái vùng hỗ trợ vùng 11.2 đến vùng 12 và có những cái điểm thoát nền. Mục tiêu đầu tiên đó là HAX chạm vùng 14. Thì phiên ngày hôm nay là chính thức là chạm vùng đến tận vùng 14 chấm mấy cơ, 14.5 rồi. Đó thì có thể là bây giờ cái kịch bản như thế này nó sẽ là đẹp nhất đối với mã cổ phiếu, bởi vì là khi mà HAX đánh ấy, nó không đánh ngắn đâu. Đó, anh chị nhìn là những cái điểm tạo lập của nó thậm chí là nó có kéo xe cả 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 dãy luôn. Đây anh chị nhìn thấy một cái nhịp đánh lên này. Đó, thì nhịp này cũng cũng đang có cảm giác như vậy thôi nha các anh chị nhé. Thì chúng ta tùy để chúng ta chốt thôi nha, chốt các anh chị chủ động. Còn những phân tích của ông Lê thì như thế này, chạm vùng 14 và nó có những cái điểm trả cung kỹ thuật không gãy ở khoảng vùng 13.3, thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục kéo lên vùng 16. Còn càng mua sau, càng có những cái điểm mua sau thì chúng ta càng bất lợi về giá, bất lợi về T cộng và bất lợi là và tăng cái rủi ro. Đó, những cái điểm mua là những cái điểm mua ở đây và chúng ta đang nắm giữ. Ví dụ như vậy, chúng ta mua ở đây được khoảng 10.000 thì lên đến đây chúng ta nhìn thấy là đang có những cơ hội tốt và nó không gãy. Đó, chúng ta có thể mua thêm thêm 1.000, 2.000 ở đây nữa rồi lên vùng 16, rồi có thể là lên đánh lên tận vùng 20, thì câu chuyện là có những cái điểm mua ở ở ở dưới gốc này thì lên ngọn hoặc là lên các nhánh này chúng ta rất dễ mua. Đó, còn không mà chúng ta lên đến đây chúng ta mới bắt đầu là ô nhìn đẹp quá, thế là chúng ta dồn tất tiền chúng ta đánh thì nó lại sập, ví dụ như vậy. Thì đấy là những câu chuyện chúng ta rất là lưu ý. Một cái mã cổ phiếu TDM đó là Thủ Đức, nước Thủ Đức, đây là một mã cổ phiếu rất là đẹp, và hiện tại một cổ phiếu này là đi đến đâu thì xây chắc nền đến đó đó, và đang có xu hướng vượt vùng 24. Ở hiện tại đây chúng ta có thể tìm thấy một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu ở vùng 24 và ở đây là khoảng vùng 23.5. Một cái nền hình thành hỗ trợ của TDM đây rất đẹp, rất hay, và từ đây thì cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm đánh tiếp, và mục tiêu của Hùng Lê đó là ở khoảng vùng 26. Nước mà bao giờ chả phải dùng các anh chị, đúng không? Chúng ta không thể nhịn uống nước được đó. Từ lúc tối đến giờ Hùng Lê ngồi trao đổi với các anh chị nhưng Hùng Lê đã uống rất là nhiều nước bởi vì trời nó rất là nắng. Chạm vùng 26 mục tiêu. Một mã cổ phiếu nữa là MCH, Mồng Lê cũng đã có những cái phân tích cho các anh chị rồi, vùng khuyến nghị mua cũng đã ở đâu đó khoảng vùng tháo 9 đến vùng 70. Bản thân thì con này là cái con mà thuộc dòng An San và cái thanh khoản nó hơi thấp nên là chúng ta chú ý. Thanh khoản thấp thì chúng ta cũng có cách đánh của thanh khoản thấp, ví dụ như là mỗi một phiên nó giao dịch 52.000 chẳng hạn thì chúng ta mua 1-2.000, 1.000 cổ phiếu này nó cũng đã 72 triệu rồi. Đấy, nó cũng không 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 ấy đâu. Đó, nó cổ phiếu nó mệnh 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 giá nó lớn thì nó như vậy, và mục tiêu ở trong cái nhịp này khả năng sẽ đánh chạm vùng 70 75 76. 75 76 và ngày xưa đó, nó đi này, các anh chị nhìn này, đó, nó đi một nhát này là cũng tương đối đấy. Và cái nhát này thì cũng đang nghĩ là đang kỳ vọng là nó đi tương đối. Tất nhiên là chúng ta phân tích từng nhịp một, chúng ta đừng có kỳ vọng những cái gì nó hoang hoang được, đúng không ạ? Tiếp tục một mã cổ phiếu nữa, LX, LX, LX bột giặt. Cái con này á, là Hùng Lê nhìn thấy những cái tạo lập của nó rất là đẹp, rất là hay. Thế mà sao mà đánh phập phù thế trời? Đó, những điểm đi này, các anh chị nhìn này, nó đi nó đẹp như thế này cơ mà. Đó, xong đó là đi vòng cung tiếp này. Đó, thì bây giờ là cái mô hình này là cái mô hình cũng kinh điển đấy, nhưng mà chưa thấy cái thể hiện cái sự kinh điển của nó. Nhưng ở thời điểm hiện tại Hùng Lê đang nhìn thấy có những dấu hiệu về dòng tiền, chính vậy nên đã có những khuyến nghị mua. Và bản thân lợi ích nha các anh chị, là đến thời điểm này là các anh chị lãi rồi nhé, không không lỗ nữa đâu, bởi vì đã có những cái điểm bắt lại ở vùng 50 56, bắt lại ở vùng 56 ở trong phiên này, và bắt xong thì là nó tăng lên luôn đó. Thì bây giờ câu chuyện lợi ích là phải có một cây nến xanh hoặc là vài cây nến xanh để nó đánh được, thoát được cái vùng 62. Và khi mà em mới thoát được cái vùng 62 ở đây thì cái đó thì chúng ta mới có một cái câu chuyện là dài của cổ phiếu này. Sóng sánh đấy, đang có tiền đánh đấy nhưng mà đánh chưa dứt khoát.
chứ còn đoạn này là khả năng đánh. Một mã cổ phiếu nữa, CCL đó, mô hình cánh quạt các anh chị. Và chúng ta đã có những cái phân tích định lượng của CCL ở quanh vùng 7, và hôm nay 7,7.2 rồi, hôm nay về vùng 8 rồi, và khả năng là trên đường đi thì về vùng 9, nó chỉ còn là thời gian thôi. Lực cầu đánh hiện tại đang khá là tốt và cái mô hình mà cánh quạt này cũng khá là hay. Thêm một mã cổ phiếu nữa là HCD, mang tính đầu cơ. CCL nó cũng đầu cơ và HCD nó cũng đầu cơ. Thì HCD các anh chị có thể nhìn thấy một cái view tổng thể nó như này, tức là lịch sử nó đánh cũng tương đối và sau đó thì giảm dài. Sau một cái chu kỳ giảm dài thì đến thời điểm hiện tại chúng ta nhìn thấy ở đây đó là đang có những cái manh mún mà có thể đánh thoát kênh. Đó, đánh thoát kênh thì những cái điểm mà phân tích cùng lên đâu đó khoảng vùng 3.28 này, 3 chấm mấy đây này. Đó thì bây giờ nó đánh thoát kênh thì bây giờ nó đang có những cái điểm trả lại. Những cái điểm thoát kênh ở đây thì sẽ đánh chạm lại về vùng 4. Chạm 4 xong thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái câu chuyện tiếp theo. Đó, ok, thì có thể là sẽ trả cung lại đây. Đó, những cái câu chuyện như vậy. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu nữa mà rất nhiều những cái anh chị em đang quan tâm, và bản thân trong team Hùng Lê thì cũng anh chị cũng đang nắm GTN. Thế thì GTN là một cái mã cổ phiếu mà tính tạo lập của nó rất là ok và nó đánh thì cũng rất là dã man và tàn bạo. GTN thì đâu đó chúng ta phân tích từ lâu lắm rồi, vùng 16 và mục tiêu lên vùng 20, và cái mục tiêu này thì hôm nay đã hoàn thành, và khả năng thì trong cái điểm ngắn hạn thì GTN sẽ đánh chạm lên vùng 22. Và đến đây thì chúng ta cũng canh chốt thôi, và chốt xong thì nó lên thì đấy là việc của cổ phiếu, và nếu mà nó xuống thì ôi may quá, không sao cả, biết đủ là đủ anh chị. Ok, GTN thì như vậy thôi. Thêm một cái hai cái mã ba cái mã cổ phiếu ngành điện nữa chúng ta sẽ nói luôn, và sau đó thì chúng ta sẽ điểm qua những cái nhóm ngành kia để cho nó liền mạch. GEX, GEX, GEX nó đang có một cái câu chuyện, thì bây giờ chúng ta sẽ GEX thì chúng ta sẽ tìm lại. Để chúng ta nói đến một cái câu câu chuyện phân tích game của nó. 5 ngày. 5 ngày trước, 5 ngày trước thì lúc đó ngày mùng 5 tháng 7 thì chúng ta cùng với có phân tích GEX, khi đó GEX đang nằm ở trong một cái biên tích lũy. Thì dự kiến quý 3 thì nó có những cái câu chuyện về nâng cái tỷ lệ sở hữu, tức là các cái câu chuyện MA, thâu tóm các cái doanh nghiệp, thì nó có hai cái câu chuyện game, đó là PXL và và VGC. Thì bản thân là ông này ông ấy đang định hướng về cái nhóm về về cái khu công nghiệp đó. Thì thằng PXL này là nó đang có khoảng tầm 600 hecta đất khu công nghiệp ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những cái tỉnh mà cái tốc độ phát triển của ngành khu nghiệp trong đấy cực kỳ tốt. Và sau đó thì con VGC, thì ông VGC này thì ông cũng đang muốn nâng cái tỷ lệ sở hữu của em này lên khoảng tầm 46%, và con này thì cũng đang nắm giữ khoảng đâu đó khoảng 5.000 hecta đất khu công nghiệp ở tại miền Bắc đó. Và như vậy là sau cái mà hoạt động MA này, thì như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là GEX sẽ rất là mạnh, và chính vì vậy nên nó có những cái câu chuyện, nó có những cái câu chuyện gọi là game, thì hay nói vui là game đó. Thì cái điểm mua xét đi yếu tố kỹ thuật thì đã khuyến nghị chúng ta 16.5 đến 17, và sau đó thì vượt 18 thì chúng ta mở điểm mua hết, và chúng ta sẽ xem những cái diễn biến của GEX ở khoảng tầm 6 tháng cuối năm. Một cái mã cổ phiếu nữa của ngành điện đó là GEG. Thì bản thân GEG là sau một cái đoạn đánh lên cũng tương đối là đẹp, và đoạn này này là các anh chị nhìn thấy không, vốn đều tăm tắp, đây là lái đánh này đó, nhìn nhìn là biết ngay, ngửi thấy mùi là chỉ có các ông, là ví dụ như là ông Hùng bán cho ông kia, xong ông kia lại bán cho ông Hùng đấy, cứ hai ông ấy ngồi coi như là hai đầu đất nước cứ thế là khớp lệnh cho nhau đó. Đó, đó, và bắt đầu đến cái thời điểm hiện tại này là sau một cái thời thời gian đi ngang đi ngửa như vậy thì bắt đầu ông có những cái dấu hiệu ở đây đó. Thì rất nhiều những anh chị là chúng ta đã đu vào đây đó, đu rất là cao, nhưng mà khi mà ông Lê nhận thấy những cái điểm mà nó đánh như này thì khả năng nó sẽ trả cung đó, và dò mãi thì bây giờ là chúng ta dò cái vùng trả cung khoảng vùng 20 đến vùng 20.5,
thì chúng ta cổ phiếu này cơ bản nó sẽ đi ngang ở đây thôi, lại tiếp tục đi ngang, chưa đánh được. Nó đi ngang ở đây nó tích lũy lại và sau đó thì mới mới đánh một hai trận đánh để nó rũ hết những cái dòng tiền cá nhân của các anh chị đeo bám ở đây này. Đó thì nó sẽ rũ hết. NT2 cũng là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp của ngành điện ở thời điểm hiện tại, mà cái tính đánh nó cũng khá là hay. Cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng đâu đó, NT2 hôm đó phân tích ở đâu rồi nhỉ? Ở khoảng vùng 20 đến vùng 21, và sau đó thì Hùng Lê có khuyến nghị là chúng ta chấp nhận mua một cái điểm mua cao hơn. Và hiện tại thì vùng 22.5 đang là vùng kháng cự của cổ phiếu và nó đang có những điểm trả cung lại. Trời nắng quá anh chị, khan cả cổ đấy. Vùng 22. Nó đang có những cái điểm trả cung lại ở vùng 22, vùng 22 không gãy và phái sinh quay trở lại cầu long, và chúng ta sẽ có một cái nhịp cầu quay trở lại, thì như vậy là cổ phiếu NT2 sẽ tiếp tục hình thành xu hướng tăng ở đây. Bản thân NT2 thì đoạn này là khả năng sẽ đánh. Trong lịch sử tạo lập thì NT2 đã có những cái điểm đánh rất là vuông thành sát cạnh và đánh đến đâu thì sướng đến đó. Đó, đối với NT2. Ok, như vậy là chúng ta đã qua hết tất cả những cái mã cổ phiếu khá là cơ bản mà chúng ta đã có phân tích đề cập ở trong cái thời gian vừa qua. Bây giờ chúng ta sẽ xem còn những cái nhóm ngành nào mà chúng ta chưa có phân tích ở đây, đó là nhóm ngành cao su. Bây giờ là 1:11, ok, vẫn đang còn có thời gian. Ship hiện tại đang hình thành một cái vùng tích lũy ở khoảng vùng 84 đến vùng 85 ở đây, và những yếu tố tích lũy này là một trong những yếu tố rất là đẹp, và đây là những cái điểm mà chúng ta hoàn toàn để chúng ta canh, để chúng ta giải ngân. Ở đây ở vùng 83 đến vùng 85 rất là đẹp, và xu hướng là sau một cái nền tích lũy này thì xu hướng là ship sẽ đánh lên, bởi vì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của ship như này là cũng tương đối ổn định. PHR đây vùng 55 thì chúng ta canh chốt, và đến vùng gần đến vùng 55 thì nó lại rơi lại. Rơi lại như này thì như thế nào nhỉ? Rơi lại như này thì lại về lại vùng hỗ trợ thôi. Đó thì bây giờ trong những cái thời điểm hiện tại là những cái thời điểm rất là khó khăn về thị trường, thì chúng ta sẽ canh những cái điểm hỗ trợ đó là những cái điểm 50 đó, và về đến gần gần 55 thì chúng ta chốt thôi và chúng ta đảo hàng thôi. Đó, về đến vùng 55 chính là cái vùng target mà chúng ta phân tích ở đây. Thường thường á, là bây giờ trong những cái lúc mà thị trường nó mong manh thì như vậy thôi, về đến vùng kháng cự thì nó lại đạp lên, về đến hỗ trợ thì có thể là canh để chúng ta mua 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 thôi. DLC thì đó, hỗ trợ của DLC ở đây là khoảng vùng 17.5 đến vùng 18, và có thể đi mắc lên đến khoảng đến vùng 18 18 đến vùng đi mắc lên khoảng vùng à đâu đi mắc lên đây là khoảng vùng 10 19 à. Khoảng vùng 19, và hiện tại là bây giờ đang đi được đến đây này, đây là vùng 18.95. Đó thì cơ bản là khi nó hồi á, thì nó chỉ hồi được một cái nhịp như vậy thôi. Anh chị mà kẹp hàng thì chúng ta phải sử dụng cái phương pháp chém cá ở trên thớt để coi như vậy chúng ta đảo đi đảo lại. GVR trong thời điểm hiện tại đó thì chạm hỗ trợ đây là vùng 11, sẽ hồi mắc lên được đâu đó theo như Hùng Lê dự kiến khoảng vùng 12.12.3 gì đấy, 12.3 12.2 gì đó, sau đó nó lại đổ lại đây và chúng ta lại tiếp tục quan sát những cái nhịp ở đây. Cao su rồi các anh chị nhé, ngân hàng rồi, chứng khoán rồi này. Nhóm ngành thủy sản VHC. Trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê thấy quan sát thấy là nhóm thủy sản và nhóm dầu khí là đang ok về mặt trend sóng. Nhóm banh thì đang chỉnh lại kỹ thuật, nhóm xây lắp thì đang hơi kém. VHC vùng hỗ trợ của VHC vùng 35 và vùng kháng cự ở vùng 40, nhưng mà trước khi lên kháng 40 ở đây nó gói kháng cự ngắn này, hôm nay gặp phát là đúng phái sinh sọt nên là nó 38.5, nên là cũng đang có những điểm test ở đây. Về mặt lý thuyết là VHC hoàn toàn có khoảng 1 đến 3 phiên test ở đây, và mục tiêu thì kỳ vọng ở trong nhịp này khoảng vùng 40, bởi vì đây là đang mới là một cái nhịp hồi phục, chớm hồi phục thôi. ACL trong thời gian vừa qua thì đánh hơi tởm.
đánh nhanh quá nên là cũng không kịp làm gì. Bởi vì ACL khi mà gãy ở cái vùng đây thì chúng ta lại tìm một cái vùng nó thấp hơn ở đây. Đó chính là cái vùng vùng 20, nhưng mà trên thực tế thì không gãy về về đến vùng 20 và bây giờ nó lại đánh sốc trở lại rồi. Và với cái xu hướng đánh sốc này thì lại về lại vùng 26. Đánh sốc này về vùng 26, điểm mua không còn nữa, ACL gần thì không còn nữa. CMX là một cái mã cổ phiếu đó, chúng ta phải đảo cá, chúng ta phải chém cá ở trên thớt. Vùng hỗ trợ chúng ta khi mà cổ phiếu chỉnh giảm dò tìm về vùng 14 đến vùng 14.5. Kỳ vọng từ vùng này cổ phiếu sẽ hồi phục và đúng là như vậy, thì hôm nay là một cái phiên đánh mà CMX đánh rất là dứt khoát luôn, xe trần. Và sau phiên đánh này thì còn tháng sẽ chạm lại về vùng 18. Đó, và như vậy là chúng ta đảo ở vùng 14.5 đến vùng 14 đến 14.5 mà lên đến vùng 18 chốt, là như vậy là chúng ta đảo được một nhịp tương đối rồi đấy các anh chị. ANV trong thời điểm hiện tại như là cũng không có nhiều các cái tính đột biến. FMC FMC ok FMC FMC thì khi về đến gần cái vùng đây, vùng 26, 26 thì hôm nay đã có khuyến nghị là chúng ta bắt dần thêm ở vùng 26 và đến vùng 28 thì chúng ta đảo, tạm thời chúng ta đảo hàng ra. Trong cái thời điểm hiện tại thì FMC cũng chưa có nhiều những cái tín hiệu đột biến, chưa có nhiều những cái tín hiệu đột biến và chúng ta phải chờ cái xu hướng và những yếu tố tạo lập ở đây có đánh vượt thoát vùng 28 để kéo tiếp hay không, thì bây giờ chúng ta cần phải chờ. Còn trước mắt là khi mà chúng ta chờ cái xu hướng đó thì chúng ta phải xử lý cái tài khoản của chúng ta đã, và xử lý bằng cách là 26 thì mua vào đến gần đến 28 thì chúng ta đảo cái phần hàng của chúng ta ra. Nhóm ngành cổ phiếu Viettel VGI, VGI thì khuyến nghị mua ở vùng 26 thôi. Sau đó thì mục tiêu của VGI đó là chạm về đâu ạ? Chạm về vùng 3x. Chạm về vùng 3x thì chúng ta đảo hàng một nhát. Đó, cây nến này chạm với 3x xong đấy thì không không giữ được này. Không giữ được rồi nó lại về lại vùng đây, lại về lại vùng bao nhiêu 26 ạ, hình như thế. Và sau đó lại đánh tiếp. Hôm nay phái sinh sọt nên là nó hơi các mã cổ phiếu là quay đầu giảm hết, nhưng mà trong các cái nhịp phân tích của ông Lê ở đây thì VGI nó cũng chỉ chạy được như vậy thôi, từ vùng 26, vùng 26 27 và đánh lên vùng 3x tạm đảo. CTR CTR sau những cái phiên mà chúng ta phân tích ở đây đó là CTR khoảng vùng 45 46 đây, ông này ông ấy đi và hiện tại đang có hai phiên tích ngang, tích lũy khá là chặt. Mục tiêu tiếp theo của CTR ở khoảng vùng giá 50. Ông này thì ông đang có những cái câu chuyện về thoái vốn hay viết đang có những cái game show thì thôi chúng ta cứ theo các anh tí vậy, theo các anh to. Ở VTP, VTP có gì vui không? VTP. Viettel Post đang đi ngang lình trình như này thôi, khả năng là cũng sẽ vượt vùng 140 và đích đến của Viettel Post ở trong nhịp này đó là vùng 150, coi như là cũng về đến cái vùng cao nhất của Viettel Post sau một cái quãng thời gian giảm. Mã cổ phiếu này thì cái chủ yếu là rơi vãi nó cũng ít nên là khả năng là các bác thích kéo khi nào thì các bác kéo thôi. Ok, chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành khu công nghiệp sơ bộ qua một số các mã cổ phiếu khu công nghiệp và sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích và tổng hợp về thị trường. SZL trong cái thời điểm hiện tại đó là chúng ta đang kỳ vọng ở vùng 45 mà mãi vẫn chưa đi lên được đến 45 và đang lừng khừng ở vùng 40 đến vùng 42. Với xu hướng kỹ thuật hiện tại thì cũng chưa có nhiều cái động lực, phải phải có một những cái phiên mà nó đánh hút cơ, chưa thấy những phiên đánh hút. Bởi vì ở bên này là cái động thái là sau khi kéo lên á, thì nó kéo kéo lên và sau những nhịp trả cung thì nó đánh lên rất là nhanh, đánh lên rất là nhanh. Còn yếu tố tạo lập bên này là gần như dòng tiền nó chưa chưa có vào lại và cũng có thể là đây cũng là một cái giai đoạn mà cổ phiếu này nghỉ ngơi để sẽ tiếp tục đánh sau một cái nhịp sau.
D2D. D2D thì đang tích lũy đi ngang ở quanh biên 55.5. Vôn giảm và đây là vùng hỗ trợ, thì cơ bản trong cái thời điểm hiện tại thị trường khó khăn thì nó sẽ cũng đánh những nhịp ngắn thôi. Đó, đánh lên để vòng xuống. Ok. Chưa có nhiều đột biến. Tip. Tip đã sử dụng được cái phương pháp chém cá ở trên thớt chưa thì cũng chưa sử dụng được, bởi vì tip bây giờ cũng đang khá là ẩm ương ở quanh vùng 20, hỗ trợ sâu hơn một tí ở vùng 19. Lực cầu ở thời điểm hiện tại chưa có tín hiệu dòng tiền thì đang tốt lên, nhưng tín hiệu MACD thì chưa chưa thực sự là tích cực. SZN. SZ. SNZ thì có một cái góc độ tích cực hơn các anh chị nhé, đó là cái vùng hỗ trợ, đây là vùng 2 đến vùng 23, và khi chạm về đây thì cái dòng tiền cũng đang có những cái xu hướng bắt lại tín hiệu MA và tín hiệu dòng tiền khá là ổn định. Thì nhịp này nó có thể hồi phục về mắc ở khoảng vùng 26 thì chúng ta canh để chúng ta đảo hàng thôi, nhịp này thì cũng đảo hàng thôi. B BMC B BCM. BCM thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều yếu tố động lực đi ngang ở quanh vùng 26, và em này thì khả năng là lái lái đang làm việc và đi ngang ở quanh vùng này thì sẽ có những cái phiên mà đánh dốc lên. Mục tiêu thì vùng 3x. GIL. GIL đã khuyến nghị các anh chị em của chúng ta là vùng 17 múc đào hàng thôi. Nhịp này về được khoảng vùng 19.5, như vậy là chúng ta cũng đảo được khoảng 2.500 trên một cổ phiếu đó, chúng ta cần phải đảo thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta ôm để chờ về đến cái vùng trên cao này, có một số anh chị có đua ở vùng 20 thì nó khó lắm, chúng ta phải mua ở vùng thấp để chúng ta đảo thôi. ITA cũng như vậy này, ITA cũng không biết là còn ai kẹp lại không. ITA sau một cái nhịp giảm ở đây thì Hùng Lê đánh giá rằng là có thể T cộng 3 ở đây, từ vùng 4.5 thì đâu hồi phục lên đủ T cộng 3 thôi, chúng ta canh để chúng ta ra hàng thôi. KBC. KBC cũng đang có một cái nhịp hồi phục T cộng ở đây, nếu những anh chị nào mà đang kẹp hàng thì chúng ta cũng sẽ canh chốt ở khoảng vùng 15. Anh sẽ đảo lên được đến vùng 15 và sau đó thì sẽ có những điểm chỉnh giảm lại. DTD. DTD là tín hiệu kỹ thuật như thế này là rất là tốt này. Họ đã vượt 13 và sẽ cổ phiếu này sẽ có xu hướng trả lại cung ở vùng 13. Trả lại cung ở vùng 13 và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì xu hướng sẽ đánh chạm vùng 15.5 đến vùng 16. Hiện tại DTD là một cái mã cổ phiếu mà lực cầu đang khá là tốt và trend đi của DTD rất là ổn định. Những tài khoản nào mà đang nắm giữ ở cổ phiếu này mà đang nắm giữ thì chúng ta đang có vị thế, chúng ta có thể canh lại ở vùng 13. Khả năng là sẽ có thêm đến 1 đến 2 phiên nữa lình trình ở quanh vùng 13 trước khi mà cổ phiếu này có những cái động lực để đi tiếp. Còn nhóm nào nữa không các anh chị nhỉ? Về cơ bản là hết rồi đó, không không còn nữa. Bây giờ bản tin của chúng ta đã là 1 giờ 23 phút. Ok, chúng ta sẽ quay lại để nói đến câu chuyện về thị trường. Hiện tại nhìn các anh tài xung quanh thì chỉ số Dow Jones sau khi gặp ở đây cái vùng kháng cự ở đây khoảng vùng 26.000 điểm mà đang bị đánh xuống này. Dow Jones F cũng như vậy, chỉ số Shanghai Trung Quốc thì bây giờ nó đang trở thành một cái hiện tượng lạ, đó là tăng tăng vụt vã, tăng kinh khủng khiếp. Chỉ số Hang Seng sau khi tăng thì cũng đang có những điểm test lại. Nikkei cũng giảm theo chỉ số Dow Jones, tức là cái phiên ngày thứ sáu là cái phiên mà gần như là các cái chỉ số ở trên thị trường chứng khoán gần như là bị giảm điểm. Nhìn lại VN Index của chúng ta thì ngay đầu bản tin thì Hùng Lê đã sâu chuỗi lại một cái câu chuyện, một cái hành trình của chúng ta, đó là cái dòng chảy của thị trường, dòng chảy của thời gian và dòng chảy của những phân tích định lượng của Hùng Lê ở trên kênh chứng khoán Chiến binh chưa từng có sóng. Một cái điều mà định lượng rất là quan trọng trong trong ngày hôm nay đó là Hùng Lê dự kiến rằng VN Index của chúng ta sẽ lấp lại ở vùng 872 điểm, 872 điểm lúc đó khoảng tầm 10 giờ 20, và
Ở kết phiên ngày hôm nay thì VN-Index đóng cửa vùng 871,2 điểm. Xét về mặt kỹ thuật đó, xét về mặt kỹ thuật thì như thế nào? Xét về mặt kỹ thuật thì VN-Index chỉnh giảm về khoảng vùng 870 điểm là một cái vùng rất là hợp lý để nó trả lại cung cầu, nó mang một cái tính chất ổn định. Đó, mang một tính chất ổn định. Và cây nến ngày hôm nay thì mọi người học kỹ thuật thì mọi người sẽ cho rằng đây là một cây nến doji, bóng trên bóng dưới và khá khá cân ở giữa. Đó thì phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới thì khả năng đầu tuần, phiên ngày thứ hai đầu tuần thì khả năng là cái chỉ số của VN Index của chúng ta sẽ có tiếp tục có những điểm chỉnh test lại cung ở khoảng vùng. Như vậy là cái dự báo của Lê ở trong phiên ngày hôm nay là 872 điểm, nhưng mà chúng ta sẽ kỳ vọng quanh vùng 870 điểm. Quanh vùng 870 điểm. Đối với chỉ số VN30 phiên ngày hôm nay thì lấp hơi kinh, lấp như này là xấu. Tại sao xấu? Bởi vì gần như là ông lấp hết toàn bộ những cái động lực tăng của phiên ngày hôm qua. Đó, anh chị có thể nhìn thấy như vậy. Ông sẽ phóng to ra một tí. Đó thì gần như là ông lấp thế này là ông lấp hết tất cả, gần như tất cả hết những cái động lực ở trong phiên ngày hôm qua của VN-Index, của VN30. Thì chúng ta sẽ phải tìm ra được một cái điểm mà hỗ trợ về mặt kỹ thuật của cái chỉ số này, thì đâu đó là bây giờ chúng ta sẽ lấy lại ở khoảng vùng 805. 805 ở đây, 805. Đó, phiên ngày thứ hai thì chúng ta sẽ quan sát thêm cái chỉ số này ở vùng 805 để chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo về mặt thị trường. Bởi vì đây là những cái vùng định lượng rất là quan trọng. Còn hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là tín hiệu về đường trung bình 21 phiên đang đi xuống, và sau một cái thời gian đi xuống đó thì đường này sẽ đi ngang và nó sẽ có những cái điểm đi lên, và đấy chính là những cái thời điểm mà bùng nổ về dòng tiền. Đó, bùng nổ về dòng tiền thì như thế nào? Chúng ta sẽ có một cái thế trận của VN-Index tốt hơn. Đó. Còn đối với chỉ số VN30 F1M thì rõ ràng một cái câu chuyện là ông Lê đã ngay từ 14 giờ tối ngày, tức là ngày hôm qua, khi mà VN-Index dự kiến là sẽ chạm lên đến vùng 820, tức là tại thời điểm của phân tích thì nó chưa đến, nhưng mà ATC thì nó đến và chạm đến vùng 820 thì cái chỉ số này cần phải nghỉ ngơi. Đó, cần mình nghỉ ngơi tích lũy trở lại, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây. Đây là cái vùng kháng cự của 820. Đó, và trong cái điểm kháng cự này thì sau đó khi chạm đến đây thì xu hướng là sẽ trả cung về. Thì trả cung về thì ông Lê đang có hai điểm dự kiến, điểm dự kiến là khoảng vùng 790 đến vùng 792 đây. 790 đến vùng 792 là cái điểm mà khả năng là phiên ngày thứ hai tuần tới thì chỉ số này sẽ chỉnh giảm về đến tận cái vùng này. Như vậy là để xả hết toàn bộ cái lượng cung cầu, nó phải xả hết toàn bộ cái lượng cung cầu trước khi mà nó sẽ kéo tăng trở lại đối với thị trường. Về xu hướng chung của thị trường thì cũng đã đánh giá rằng xu hướng chung thì vẫn đang rất là ổn định và ok, và chúng ta sẽ cần chờ thêm cái tín hiệu của phái sinh. Khi mà phái sinh kết thúc cái nhịp sọt ngắn, tức là xịt nhịp sọt trả lại cái điểm cân bằng cung cầu của thị trường, thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục có những cái câu chuyện định lượng về cơ sở. Và Hùng Lê cũng trân trọng kính mời tất cả những anh chị em là nhà đầu tư trên khắp mọi miền của đất nước, nếu như chúng ta có những cái quan điểm và có đồng những cái quan điểm về đầu tư, đồng những cái quan điểm về phân tích kỹ thuật, và đồng những cái quan điểm là về team Hùng Lê, để chúng ta có thêm những cái hỗ trợ. Còn tất cả những quyết định vẫn là ở nhà đầu tư, và những cái hỗ trợ của Hùng Lê nó mang những cái góc nhìn, có những cái sự tham khảo để chúng ta có những cái quyết định nó đứng đắn hơn. Bởi vì bản thân thì Hùng Lê chủ yếu là Hùng Lê phân tích về trend chủ đạo của thị trường, sau đó là trend của phái sinh, và sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích trend ngành và một số các cái mã cổ phiếu cơ bản tốt. Hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản tin tiếp theo. Ngày hôm nay thì trong quá trình thu âm nó có một số các cái tạp âm, thì rất mong là các anh chị thông cảm, bởi vì là ngồi nói chuyện với các anh chị như thế này nhưng mà đang rất là nóng và không có điều hòa, không có quạt, và mồ hôi thì đang vật vã bởi vì đang ở trên một cái rừng núi để ngắm nhìn lại thị trường và để có một cái tư duy tốt hơn về thị trường, để chúng ta có những cái khoảng lặng để chúng ta nhìn nhận lại cái chặng đường vừa qua, chúng ta đúng ở chỗ nào, chúng ta sai ở chỗ nào cần để điều chỉnh, chỗ nào cần phải khắc phục, và chỗ nào chúng ta đã đúng rồi chúng ta phát huy để chúng ta
có được những cái bản tin phân tích định lượng về thị trường ngày càng tốt hơn, và cũng có thể là góp một cái phần rất là nhỏ bé về một cái mảng về phân tích định lượng về thị trường cho những anh chị em là nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia đầu tư, cũng như là có những cái thông tin tốt nhất cho anh em trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản tin tiếp theo.